tứ diệu đế, là bốn chân lý nói về sự khổ và diệt khổ để đạt được thanh tịnh niết bàn. Tâm kinh viết rằng không có khổ, tập, diệt, đạo là lối viết tắt, nhưng thật ra nguyên câu là không có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hay nói cách khác là không có tứ diệu đế. Nếu nói một cách chính xác và đầy đủ theo tâm kinh là thị cố không chung, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Sau khi Phật thành đạo, Ngài đến vườn Lộc Uyển ở xứ Ba La Nại để thuyết pháp cho 5 người đệ tử đầu tiên. Đó là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lục, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật đã thuyết giảng về chân lý tứ diệu đế để chuyển bánh xe pháp. Sau khi nghe xong, 5 vị này đều trở thành A-La-Hán và họ là 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Như thế thì trước khi Đức Phật nói kinh Bát Nhã thì chân lý tứ diệu đế chính là cỗ xe căn bản không thể rời bỏ của kẻ tu hành nếu họ muốn đạt đến 4 thánh quả. Đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đây là 4 ngôi vị thánh mà được gọi chung là Thanh Văn hay Thanh Văn Thừa. Vậy tứ diệu đế gồm có khổ đế, là tất cả những cái khổ trên thế gian này mà con người phải gánh chịu. Sống trong trần thế thì con người lúc nào cũng có thể đối diện với những bất hạnh, bất mãn và bất trắc sinh khởi tùy thời và tùy nơi. Nếu không khổ lúc này thì cũng khổ lúc khác. Vừa giải quyết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại xuất hiện. Đôi khi vì mong cầu hạnh phúc, con người cố lao tâm lao lực để đạt cho bằng được tiền tài, của cải, danh vọng, tình yêu, vân vân. Tuy nhiên, lúc thành đạt thì chưa hẳn đây là hạnh phúc, vì chúng ta phải khổ tâm lo bảo vệ những gì đã đạt được. Chúng ta lo sợ, mất mát và sẽ đau khổ khi bị mất nó. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thật ra chỉ là cội nguồn của sự lo lắng và sợ hãi mà thôi. Ngay cả những người không tham vọng, tức là sống yên phận thủ thường, cũng không thoát khỏi khổ. Tại sao? Những người này chỉ cần sống yên thân, có nghĩa là họ kềm chế tham, sân, si để lo duy trì cái hạnh phúc đơn sơ, vì họ sợ có sự thay đổi khác thường. Nhưng thế gian là vô thường, tức là luật thành, trụ, hoại, không, sẽ không tha một ai cả. Do đó, sớm muộn thì họ cũng phải đối diện với khổ đau. Nói chung, những hạnh phúc trong trần thế, từ thú vui tinh thần lẫn thể xác, thật là mỏng manh và tạm bợ, vì chúng không phải là chân hạnh phúc hoặc hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu. Vì sự đối đãi của thế gian, cho nên hạnh phúc luôn luôn đi đôi với khổ đau. Như thế, con người càng tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc sống, thì chắc chắn càng mang lại nhiều bất hạnh, khổ đau. Nói cách khác, hạnh phúc là những gì được xây dựng trên khổ đau, và ngay trong lòng hạnh phúc đã ngầm chứa sẵn những nhân khổ đau để gây đau thương tang tóc cho con người. Trước hết, khổ về thân thì có sinh, lão, bệnh và tử. Còn khổ về tâm bao gồm ái biệt ly khổ, là phải xa lìa những người, vật và hoàn cảnh mà chúng ta yêu thích. Oán tắng hội khổ, là phải ở với những người, vật và nơi chốn mà chúng ta thù ghét. Cầu bất đắc khổ là mong cầu tiền tài, danh lợi, công danh, phú quý, tình yêu vân vân mà không được. Nhắc lại trong bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn của TTKH về cuộc đời của người con gái bắt đầu từ những ước mơ là thuở ấy, nấy nào tôi đã hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp màu hoa trắng là chút lòng trong chẳng biến suy. Khi nhìn thấy hoa ti gôn có hình dáng một trái tim vỡ thì đã linh cảm một chung cuộc đau thương với nhiều nước mắt. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vỡ,
anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Nàng có ngờ đâu, mối tình đầu mà nàng đang nâng niu ấp ủ trở thành giang dở, lưu hận ngàn thu. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành sự thật, vì thế nàng mới nghẹn ngào qua suối lệ. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Nhưng không phải lấy chồng giàu sang phú quý là hạnh phúc đâu, vì hình bóng người xưa đâu dễ gì phai nhạt. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Mà từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người. Như thế, cuộc đời của TTKH nếu không phải là chuỗi dài đau khổ thì còn là gì? Khi mơ ước là bắt đầu khổ, mơ ước không thành lại càng khổ hơn. Lấy người chồng không thương yêu thì quá khổ, nhưng đã có chồng mà không quên được hình bóng của người xưa thì khổ đến trọn đời. Và sau cùng là khổ cả thân lẫn tâm, tức là ngũ uẩn thủ khổ. Thân thì vô thường, còn tâm thì vô ngã, cho nên ngũ uẩn biến đổi quay cuồng, làm cho chúng ta vốn đã khổ nay lại càng thêm khổ đau. Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ bi quan và yếm thế. Đạo Phật theo quan niệm của họ chỉ để dành riêng cho những người già cả và không thích hợp với tuổi trẻ, là lớp tuổi còn hăng say hoạt động. Họ nghĩ rằng những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời đi tìm sự lãng quên qua câu kinh, tiếng kệ. Phật giáo theo họ biết thì đâu đâu cũng thấy toàn cảnh khổ, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ và cho đến chết cũng chưa hết khổ. Vì quan niệm như thế cho nên họ lý luận rằng nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng sự khổ thì con người sinh ra chán nản, tiêu cực và làm biếng. Thật ra đạo Phật có bi quan yếm thế đến như vậy không? Dĩ nhiên là không. Đạo Phật là đạo thực tế và giáo pháp của Đức Phật là môn thần dược trị bệnh phiền não cho tất cả chúng sinh. Chữ khổ trong phần khổ đế là dịch từ chữ dukkha, có nghĩa là bất toàn, biến đổi, giả tạo, trống rỗng, vô nghĩa lý và ngũ uẩn, vân vân. Do đó, khi nói đến sự khổ, Đức Phật đã không phủ nhận có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này từ tinh thần và vật chất. Chẳng hạn như hạnh phúc của đời sống xuất gia và hạnh phúc của đời sống gia đình. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó đều nằm trong dukkha cả. Ngay đến sự an vui hạnh phúc ở cõi trời hay những cảnh thiền với tâm an lạc, thuần khiết cũng là dukkha. Vì vậy, những gì không vững bền, còn thay đổi, còn thành, trụ, hoại, không, tức là còn khổ. Danh từ khổ không phải chỉ để mô tả một sự đau đớn thân xác hay cảm giác khó chịu của tinh thần, mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ hay gánh chịu khổ đau. Vì thế chân lý về khổ có dạy rằng, vì nguyên lý vô thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc, dù là thiên đường cực lạc cũng đều bị biến đổi và hủy diệt, và tất cả mọi hình thức hiện hữu đều mang mầm mống bất mãn, khổ đau. Chính vì đau khổ cho nên con người cố nỗ lực tìm kiếm khoái lạc mà không biết rằng chính họ sẽ bị khoái lạc lừa đảo, phản bội, để rồi càng tìm kiếm khoái lạc, con người càng thất vọng, và cứ thế họ chìm đắm trong bể trầm luôn. Đứng trước sự khổ đau của nhân loại, Đức Phật mới phân tích để tìm ra cái khổ và cội nguồn dẫn đến những cảnh khổ này. Chẳng khác nào vị lương y trước khi chữa bệnh phải biết rõ căn bệnh. Nói đến cái khổ không phải là bi quan, tiêu cực, mà đây chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh là hạnh phúc niết bàn. Thật vậy, sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thấu hiểu chân lý và chân tướng của vạn vật trong vũ trụ này, thì Ngài cùng với hàng đệ tử hoạt động rất tích cực để đem lại sự an vui cho tất cả mọi người. Vì thế, Đức Phật lại dạy rằng,
không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống. Có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sanh tử vì vô minh và ái dục. Tôn chỉ của đạo Phật là chuyển mê khai ngộ và ly khổ đắc lạc. Con người còn khổ là vì họ còn chấp thân này là thật có hay thân này là của ta. Vì sự chấp ngã mê lầm này mà con người phải chịu cái khổ lớn nhất là quay cuồng trong vòng sinh tử luân hồi. Vô minh là cội nguồn của tham, sân, si để dẫn dắt con người tạo ra nghiệp mà phải tái sanh để chịu quả khổ. Do đó, tu Phật là để phá vô minh và kiến tạo trí tuệ để trừ các ác nghiệp thì sẽ không còn khổ. Phương pháp diệt khổ của đạo Phật có rất nhiều, nhưng tựu chung vào ba điểm chính sau đây. Giữ không cho những mầm bất thiện phát sinh thì con người phải trì giới. Diệt trừ mọi phiền não ẩn chứa trong tâm thì chúng sinh phải dùng định. Diệt vô minh vì vô minh là đầu mối mọi khổ đau của con người. Phá vô minh thì phát sinh trí tuệ. Khi đã thấu hiểu tường tận tứ diệu đế thì chúng ta mới thấy rõ đạo Phật là một lối sống thực tế. Đạo đế là lối giải thoát duy nhất để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi những nỗi thống khổ và đến nơi an vui tự tại. Bát chánh đạo trong phần đạo đế là chiếc bè rắn chắc, vững vàng đưa con người thoát qua bể khổ, sông mê. Thực hành bát chánh đạo là tích cực đạt đến cứu cánh niết bàn và bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi. Do đó, Phật giáo chính là một kho tàng linh dược trị tất cả tâm bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh vậy. Tập đế là nguyên nhân gây ra tất cả những cái khổ ở trên. Trong phần tập đế này cũng có 10 món, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biện kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Để dễ dàng nhận thức, Đức Phật đã chia 10 món này thành ra hai loại. Tư hoặc thì gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. Còn kiến hoặc thì có thân kiến, biện kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Kiến là sự thấy biết từ bên ngoài. Vì thế, kiến hoặc là những cái sai lầm về mê lý và vọng chấp từ bên ngoài mà thấm vào trong tâm của chúng ta. Một khi con người đã thấu suốt chân lý của Phật thì những mê lầm này sẽ không còn nữa. Tư là phần bên trong, tức là tâm tư. Vì thế, tư hoặc là những điên đảo mê lầm đã có sẵn trong tâm của con người. Có con người là có nó. Bất cứ chỗ nào có con người là có tư hoặc. Do đó, tư hoặc đã ăn sâu vào núp vào bên trong tiềm thức của con người để sai khiến và dẫn dắt chúng ta vào con đường trầm luân đau khổ. Vậy tập đế là nhân mà khổ đế chính là quả của nó trong chiều sanh tử, mà sanh tử tức là luân hồi. Diệt đế là thánh đạo, là con đường đưa đến giải thoát giác ngộ và chính thật là niết bàn ở trong trần thế vậy. Một khi chúng sinh đoạn được mọi phiền não và tâm trở thành thanh tịnh thì họ đã chứng được niết bàn. Nên nhớ, đây chỉ là niết bàn của hàng thanh văn mà thôi. Từ Tu Đà Hoàn đến A Na Hàm thì có hữu dư y niết bàn, có nghĩa là sự an vui chưa hoàn toàn vì chưa dứt hết phiền não nên trong sanh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. Đến khi chứng quả A-la-hán mới được vô dư y niết bàn, bởi vì hàng A-la-hán đã dập tắt tất cả ngọn lửa dục vọng, cho nên họ không còn phiền não khổ đau và cuối cùng thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi các vị Bồ Tát đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức thì pháp tánh bình đẳng như như. Có nghĩa là họ không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật cả. Tuy làm việc lợi tha
mà họ vẫn ở trong chánh quán. Đó là họ luôn luôn quán chiếu tư duy vạn pháp như huyền hóa, không có thật sanh tử thì dĩ nhiên không có thật niết bàn. Do đó, Bồ Tát thường ra vào sanh tử mà lấy lục độ để độ sanh, cho nên lúc nào cũng ở trong niết bàn. Cái thường trụ niết bàn này gọi là vô trụ niết bàn. Trong chúng ta có cái tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt, mà kinh Phật gọi là Phật tánh, chân tâm hay là Như Lai tạng. Đây chính là thanh tịnh niết bàn vậy. Đạo đế là con đường để đoạn mọi phiền não và dẫn tới niết bàn. Đạo đế gồm có tứ niệm xứ, là bốn điều cần ghi nhớ để tư duy quán chiếu. Đó là quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thì khổ. Tứ chánh cần là bốn phương pháp dùng trí tuệ để ngăn ngừa tội ác cũng như sự phát sinh của nó, để cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Đó là tinh thần ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh, tinh tấn ngăn ngừa những tội ác đã phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh, và sau cùng tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Tứ như ý túc là bốn phép thiền định hay là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu chánh định. Bốn định đó là dục như ý túc, là mong muốn hướng thượng để được giải thoát ra khỏi biển khổ sanh tử. Tinh tấn là dũng mãnh, bền tâm vững chí. Nhất tâm là tâm phải chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Quán là dùng trí tuệ sáng suốt để quan sát những pháp mình đang tu. Ngũ căn, năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp. Đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Ngũ lực là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Đó là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thất bồ đề hay thất giác chi là bảy nhánh hay là bảy phương tiện nhiệm màu giúp chúng sinh đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đang tịnh tọa tại vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá, nhờ dùng thiên nhãn thông mà biết tôn giả Đại Ca Diếp lúc ấy đang lâm bệnh tại động Pi Pha Ly. Ngài liền đi đến chỗ tôn giả đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy rằng: Này Đại Ca Diếp, sức khỏe ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Đại Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là thất giác chi. Đó là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Đại Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí viên minh niết bàn. Vậy thất giác chi là gì mà có sức mạnh đến như thế? Thứ nhất, niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của con người, làm cho tiến trình giải thoát bị thoái hóa. Loại bỏ tà niệm thì chánh niệm phát khởi để giúp chúng ta thấu rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô nghĩa của vạn hữu trong vũ trụ. Thứ hai, trạch pháp giác chi là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân và đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng tin theo một cách mù quáng, mà phải tìm hiểu xem giáo lý đó có thật sự đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Chỉ có Phật giáo mới có thái độ phân tích khách quan và sáng suốt như thế. Nếu con người tin tưởng tôn giáo một cách mù quáng thì chỉ làm cho đời sống tinh thần của họ càng thêm mê muội và thoái hóa. Vì thế, nếu muốn đạt đến chánh tư duy thì phải rèn luyện tu tập pháp môn này.
nên suy tư quán chiếu về ngũ uẩn giai không để không còn chấp ngã, tức là nghĩ rằng thân này là thật có, thì thân tâm mới an lạc, nên gần gũi với bậc thiện tri thức và dĩ nhiên tránh xa kẻ ác tri thức. Tinh tấn giác chi. Mặc dù giáo lý của Đức Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng muốn đạt đến trình độ tối thượng này đòi hỏi con người phải nỗ lực, kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ này. Giáo lý của Đạo Phật đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não khổ đau. Nếu thiếu tinh tấn thì không thể nào dẹp tan được giặc phiền não, và dĩ nhiên khổ đau sẽ gắn liền với chúng ta đời đời kiếp kiếp. Ngày xưa khi Đức Phật tịnh tọa dưới cội Bồ Đề thì Ngài có thể rằng: nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Vì tinh tấn như thế mà Ngài thành đạo. Ngày nay chúng ta nên noi gương Đức Phật mà quyết tâm rằng: không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào có thể làm cho chúng ta ngã lòng, thối chí, và ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng. Thứ tư, hỷ giác chi. Trong thế gian này không có một cố gắng hay hành động nào lâu bền mà không tìm thấy hứng thú trong việc làm của mình. Việc tu học Phật thì cũng thế, càng tinh tấn nỗ lực thì kết quả càng mỹ mãn. Vì vậy, hoan hỷ là một yếu tố giúp cho con người phấn khởi trên đường tu đạo khó khăn để dẫn đến cứu cánh sau cùng là giải thoát. Khi đi sâu vào thiền định thì tam thiền, có nghĩa là ly hỷ diệu lạc, có công năng đối trị với sân hận, bất mãn, khiến cho tâm được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định. Thứ năm, khinh an giác chi, là nhẹ nhàng và an tịnh. Khinh an có nhiệm vụ hóa giải lửa phiền não để tâm không còn dao động. Người có tâm khinh an sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng thư thái, như khách viễn hành chút bỏ được gánh nặng. Nhờ thế họ có thể thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào. Thứ sáu, định giác chi. Nếu cái kính hiển vi rung động không đứng yên một chỗ thì ánh sáng mặt trời không thể tụ lại một điểm trên tờ giấy, thì tờ giấy không thể nào bốc cháy được. Con người cũng thế, nếu tâm của chúng ta bị dao động thì vọng tưởng tha hồ sanh khởi, tức là tâm không thể tập trung và an trú trên một đối tượng nào. Do đó, khi tâm đã định sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng trong thế gian này. Có người dùng định để phát triển thần thông, nhà thôi miên dùng định để chữa bệnh hay sai khiến kẻ khác làm theo ý của họ. Còn Phật giáo chỉ dùng định để phát triển trí tuệ, vì trí tuệ là điều kiện tối hậu để đạt đến lý tưởng giải thoát giác ngộ. Thứ bảy, xả giác chi, là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghịch cảnh không bất bình và thuận cảnh không tham ái. Họ thản nhiên trước lời tán dương hay phỉ báng. Dù lợi lộc hay mất mát, dù được địa vị hay không có danh vọng, và dù vui hay khổ thì họ vẫn thản nhiên tự tại. Tư tưởng Khổng Mạnh cũng khuyên con người dè dặt về sự khen chê trong nhân thế, cho nên Ngài Tuân Tử có nói rằng: người khen ta mà khen đúng là bạn ta, kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn kẻ nịnh ta là cừu địch của ta vậy. Kinh Phật có câu chuyện đại vương Magadeva, người dám từ bỏ ngai vàng giữa lúc còn xuân trẻ để đổi lấy cuộc sống ẩn dật và tu tập. Rất nhiều dân chúng trong thành vì mến hành động cao cả của nhà vua nên quyết định bỏ nhà mà vào rừng tu tập với nhà vua. Sau thời gian tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn của nhà vua, dân chúng chứng đắc quả vị phạm trú và tái sinh vào cõi trời sắc giới. Vị vua ấy tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thật vậy, con người càng có khả năng từ bỏ thì càng có khả năng tu tập. Khả năng từ bỏ càng nhiều
thì sự tu tập và hiểu biết của con người càng sâu sắc hơn, và do đó sự chứng ngộ sẽ càng triệt để và nhanh chóng hơn. Một khi giữ được tam xả thì phán đoán sẽ vô cùng sáng suốt và không còn chủ quan thiên lệch nữa. Khi nghe xong, tôn giả Đại Ca Diếp hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Làm sao tôn giả Đại Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên? Nên nhớ, Đức Phật chính là Y Vương, vì với tâm đại hùng đại lực và đại từ bi đã dùng một chân lý siêu việt để an định tâm thần cho tôn giả. Thêm vào đó, chính tôn giả đã lắng nghe với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt thì dĩ nhiên kết quả rất mầu nhiệm vô lượng. Tóm lại, nếu con người tu chứng và phát triển đầy đủ thất giác chi thì đây là con đường dẫn họ đến thượng trí viên minh và chứng ngộ niết bàn. Bát chánh đạo là 8 con đường ngay thẳng để giúp chúng sinh đến đời sống trí diệu, và cũng là 8 con đường mầu nhiệm để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và cuối cùng là chánh định. Đức Phật Thích Ca đã nói bát chánh đạo như thế nào thì Tam Thế Phật cũng nói bát chánh đạo như thế ấy, có nghĩa là Phật trong quá khứ và những vị Phật trong tương lai cũng nói bát chánh đạo cũng y như thế, vì nó là chân lý. Chữ chánh trong bát chánh đạo có nghĩa là đúng. Thứ nhất, chánh kiến là thấy biết một cách công minh ngay thẳng, tức là thấy biết đúng. Khi chúng sinh thấy biết mọi việc và mọi vật đúng thì bao nhiêu chấp ngã mê lầm sẽ không còn trong tâm của họ nữa. Sự thấy biết đúng này chính là phương cách duy nhất để bắt đầu tận diệt mọi kiến hoặc, và cũng là bước đường căn bản để chuẩn bị tiêu trừ mọi tư hoặc sau này. Vì thế, Phật mới đưa chánh kiến ra trước là như vậy. Tuy cứu cánh của đạo Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng triết lý của đạo Phật luôn luôn gắn liền với cuộc sống của thế gian này. Trước hết, Phật dạy con người phải có cái nhìn đúng về mình và tất cả vạn vật chung quanh ta. Mà cái đúng, cái chân thật thì nhà Phật gọi là như thị. Thấy biết đúng có nghĩa là vạn vật như thế nào thì mình thấy biết như thế ấy. Thí dụ như sợi dây là sợi dây, chứ đừng thấy mê lầm mà cho là con rắn. Cũng như tấm gương vậy, nếu gặp người thì rọi bóng y như người, còn gặp trăng thì rọi bóng y như mặt trăng. Vì sự thấy biết đúng của Đức Phật nên mới có câu như thị văn, như thị chi, có nghĩa là việc đời và thế giới như thế nào thì phải thấy biết như thế đó. Tức là Đức Phật không giải thích theo óc tưởng tượng của Ngài để gán cho sự vật những ý nghĩa hay giá trị mà tự chúng không có. Nói cách khác là đừng tô son thép vàng, đừng lên án, đừng bình phẩm, mà phải thấy thấu triệt cái thực tướng của vạn vật. Con người vì vô minh che lấp cho nên khó thấy biết đúng. Vật thể vũ trụ thì vô tình, mà con người gán ghép cho chúng những danh từ hoa mỹ, chẳng hạn như đổi thông buồn ảm đạm hay mặt nước hồ thu sầu man mác. Đồi thông đâu có biết buồn, và mặt nước làm gì biết sầu man mác. Do đó, muốn thấy biết đúng thì đừng cộng thêm ngã kiến vào. Thấy sao biết vậy thì không sanh vọng tâm. Có thấy biết đúng mới suy tư đúng, rồi phát lời nói đúng, và sau cùng là hành động đúng. Như thế, chánh kiến là nền móng vững chắc để xây dựng căn nhà bát chánh đạo. Không có căn nhà bát chánh đạo nào bền vững nếu người tu không dụng tâm thực hành thâm sâu hàng ngày chánh kiến để giúp chúng ta thấy biết đúng. Cái thấy biết đúng thì mới thực hành thâm sâu câu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, để thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Thêm nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối, có nghĩa là cái này tương trợ cho cái kia. Nói cách khác là nếu muốn thấy biết đúng thì chúng ta phải thấy biết đâu là tà kiến. Càng thấy biết nhiều tà kiến, tức là chúng ta đã thấy biết nhiều chánh kiến vậy. Chẳng hạn như triết lý căn bản của Phật giáo là nhân quả, mà chúng ta cứ tin vào xin xăm, bói quẻ
hay coi sao cúng hạn, thì chúng ta đang đi trên con đường tà kiến. Mình gây nhân mà muốn người khác thay quả thì có được không? Không làm lành, bố thí mà muốn hưởng phước thì có thành tựu không? Không tu luyện mà muốn thành Phật có được không? Nếu có ai xưng mình là Bồ Tát này hay là Quán Thế Âm nọ thì đây chắc chắn là tà kiến. Bồ Tát hay A-La-Hán thị hiện trong thế gian này rất nhiều, nhưng không bao giờ họ tiết lộ tung tích của họ cả. Tại sao? Bậc Thánh làm việc vì lợi cho người, tức là lợi ích cho chúng sanh mà không quan tâm gì đến họ. Họ tự nguyện vào đời để cứu giúp chúng sinh rồi ra đi. Còn phàm nhân thì làm việc vì tư lợi và danh lợi cho mình, chứ không phải công ích cho người. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài hỏi các thầy tỳ kheo rằng: mạng sống của người được bao lâu? Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 10 năm. Phật bảo: ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo khác thưa: mạng người sống được 1 năm. Phật lắc đầu nói: ông cũng chưa thấy đạo. Cứ thế, các thầy tỳ kheo thay nhau trả lời mạng người sống trong 3 tháng, 1 tháng đến 1 ngày. Sau cùng vị tỳ kheo chót đứng dậy bạch với Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở mà thôi. Phật gật đầu khen: ông đã thấy đạo. Phật nói đạo ở đây là chân lý, bởi vì con người mà không còn hơi thở thì mất mạng. Thấy được mạng sống con người là mông lung, là tạm bợ, mà nhà Phật gọi là giả có, thì chúng ta đã thấy biết đúng, tức là chánh chi, chánh kiến vậy. Nói chung, con người có 5 tà kiến cần được chú ý, đó là thân kiến, là si mê lầm tưởng cho là thân ta và những vật của ta là thật có. Biện kiến, là khi ta đã cố chấp thân ta và vật của ta là thật có, thì những người này chắc chắn sẽ thiên về, thứ nhất, theo chủ nghĩa thân ta chết là hết, là đoạn diệt, tức là vô hoặc, theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất, không thay đổi, có nghĩa thân ta là thường trụ, là hữu. Kiến thủ kiến là học theo những ý kiến, chủ nghĩa tà thuyết, kém cỏi, hẹp hòi của tà đạo mà họ cho là mầu nhiệm. Giới thủ kiến là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời. Tà kiến là tin theo những lý luận hay đạo giáo sai lầm, cho rằng đời người không có nhân quả và cũng không có thiện ác báo ứng chi cả. Chính 5 tà kiến này làm cho con người tối tăm mù quáng và đắm chìm trong vẩn đục. Tuy nhiên, tà kiến là những đối tượng sâu sắc giúp cho chúng ta có thể nhận được đâu là chánh kiến, để làm nền tảng cho tiến trình tu học bát chánh đạo cho được viên mãn. Thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm cho đúng. Sau khi chúng ta thấy biết đúng thì bây giờ Phật dạy chúng ta hãy suy tư, nghiền ngẫm những chân lý của Phật. Ý của Phật muốn nói là đừng tin những gì Phật nói, mà hãy suy nghĩ chín chắn để tìm ra lẽ thật của nó, thì lúc đó chúng ta tin cũng chưa muộn. Nói cách khác, tư duy là ôn lại những đạo lý nhiệm màu của Phật Pháp. Khi chính mình suy nghĩ đúng thì tâm không còn quay cuồng điên đảo. Vì thế, đây là con đường đưa đến tâm thanh tịnh. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe Pháp hay đọc kinh mà không suy nghĩ lại thì đạo tâm của mình còn rất yếu. Bởi vì nếu không suy nghiệm lại thì làm sao chúng ta biết được triết lý ấy nhiệm màu đến mức nào. Một khía cạnh rất thực tế khác về chánh tư duy là chúng ta phải đối chiếu hay so sánh những chân lý vừa học được vào trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả chân lý của Phật cũng vậy. Có đem nó ra suy nghĩ, áp dụng, thực hành vào trong cuộc sống thì mới được thấy ánh sáng của chân lý. Bởi vậy, kinh Phật mới có câu: đại nghi mới đại ngộ. Chẳng hạn như kinh dạy quán pháp vô thường, có nghĩa là tất cả mọi vật trên thế gian này đều biến đổi theo luật thành, trụ, diệt, không. Do đó, khi chúng ta suy nghĩ kỹ lời Phật dạy thì thấy điều này là đúng. Đó là chánh tư duy vậy. Muốn thấy được sự tiến bộ trong khi học Phật là chúng sinh phải biết suy tư. Đây là phần bắt đầu của thiền định.
Thiền ở đây không phải là ngồi kiết già, mà phải biết suy tư quán chiếu lời Phật dạy để thấy cái chân lý của nó. Muốn đi sâu vào trong thiền định thì phải bắt đầu bằng tư duy. Thí dụ như khi học kinh Kim Cang, Phật dạy rằng thật tướng, vô tướng. Nếu chúng ta chỉ đọc suông thì đâu nghĩ ra cái vô tướng của vạn vật như thế nào, vì nó không có hình tướng. Nhưng nếu chúng ta đem câu này ra suy nghĩ thật kỹ thì thấy rằng mọi vật thể là do nhân duyên kết thành. Mà đã là do nhân duyên thì nó không chắc thật, tức là không có tự tánh. Vì thế nó sẽ biến đổi theo luật vô thường là thành, trụ, hoại, không. Còn cái tướng thật thì ngũ quan không thấy biết, tiềm ẩn bên trong, mà nhà Phật gọi là vô tướng. Do đó vô tướng là thể của vật chất, tức là không, mới thật sự là tướng thật của vạn vật. Do đó tư duy là dùng đối tượng để suy nghĩ hay quán chiếu cho đúng. Không suy nghĩ tà bậy thì tâm không sanh vọng tưởng. Tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Mà tránh tư duy là chìa khóa để mở cánh cửa giới định tuệ này. Hàng ngày chúng ta dùng tâm suy nghĩ biết bao chuyện thăng trầm của cuộc sống, thì tránh tư duy sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng việc nào là thiện và bất thiện, để vun bồi cho cuộc sống thêm an vui tự tại. Không chạy theo tham dục của cuộc đời, trước hết phải có cái thấy biết và cái suy nghĩ đúng dựa theo triết lý vô ngã vị tha của nhà Phật. Nên nhớ, tránh tư duy không phải là thích tư duy, bởi vì tránh tư duy là suy nghĩ về đạo lý, về việc thiện để thanh lọc và giữ tâm được thanh tịnh. Còn thích tư duy là muốn suy nghĩ nhiều về thế gian pháp. Đây là con đường dẫn đến phiền não. Vì thế, khi suy nghĩ mà làm cho tâm của chúng ta lặng lẽ, an vui, tức là tư duy đúng. Còn suy nghĩ mà làm cho tâm thêm tức giận, tức là tư duy sai, chỉ tạo thêm phiền não, khổ đau mà thôi. Trong tam huệ học là văn, tư, tu, thì tư duy là một pháp môn giúp cho con người rèn luyện trí tuệ của họ cho chân chính. Có suy nghĩ chân chính thì tri kiến mới chân chính, và dĩ nhiên lời nói và hành động mới chân chính. Vì thế, tránh tư duy giữ một vai trò tối quan trọng để giúp cho chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Con người sống trong thế gian này phải gánh chịu đau khổ chất chồng cũng vì chúng ta chạy theo vọng tưởng, có nghĩa là suy nghĩ không đúng. Vì thế tránh tư duy tức là dùng tư tưởng chân chính để đánh đổ mọi si mê của vọng tưởng, như đánh đổ tư tưởng về dục lạc. Hàng ngày những tư tưởng về dục lạc như tài, sắc, danh, lợi dính liền với sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho tâm của chúng ta điên đảo. Bây giờ tránh tư duy giúp cho chúng ta suy nghĩ đến tính vô thường, tạm bợ, mau tan rã của tất cả các pháp thế gian. Chúng ta suy nghĩ lại lời của Đức Phật, ví sự tan hợp của pháp thế gian như là giấc mộng, như trò huyền hóa, như bọt nước, như ảo ảnh, như sương mai, như ánh chớp trên không mà thôi. Khi suy nghĩ như thế thì dần dần chúng ta tách ra khỏi sự trói buộc của dục lạc thế gian, và cuộc sống sẽ trở thành an vui tự tại. Vì thế một triết gia Tây phương có câu: muốn có được những hạnh phúc cao thượng, hãy lánh xa những lạc thú đê hèn. Đánh đổ tư tưởng sân hận. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng: họ nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ nguôi. Còn kẻ nào thoát ly được những tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan. Do đó, muốn an vui, đừng nuôi dưỡng trong tâm những tư tưởng sân hận. Phật lại dạy thêm rằng phải dứt bỏ sân hận, phải tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được. Nói thế thì những người ôm ấp tư tưởng sân hận là tự họ đang đốt cháy lấy mình bằng chính những tư tưởng sân hận đó trước khi họ chuyển sang hành động để ám hại kẻ khác.
Muốn loại những tư tưởng sân hận thấp hèn này, con người phải rèn luyện đức tính từ bi hỷ xả. Vì chỉ có lòng từ bi mới xóa bỏ được hận thù. Có như thế, tâm hồn của chúng ta sẽ cởi mở, trong lành và mát dịu. Đánh đổ tư tưởng hại người. Con người vì quá chấp ngã và ngã sở nên sẵn sàng tiêu diệt, hãm hại những kẻ nào đụng đến quyền lợi và danh dự của mình. Nhưng Đức Khổng Tử có câu: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Thế thì nếu mình biết tự ái, biết lo bảo vệ hạnh phúc và sự sống của mình, thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự sinh tồn của kẻ khác? Vậy nếu ta không muốn đau khổ thì đừng bao giờ tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Vì thế Đức Phật lại dạy rằng: ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng đều sợ chết. Do đó không nên giết hại và cũng không nên bảo ai giết hại, mà nên thực hành tâm hỷ xả bao dung để diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác. Tư tưởng thì vô cùng vô tận, nhưng chính Đức Phật đã gom lại 10 tư tưởng chính để giúp chúng sinh dễ dàng tư duy quán chiếu, đó là vô thường tưởng. Thế gian vạn hữu là vô thường. Khi chúng ta suy nghĩ sự sinh diệt của thân và tâm là để giải phóng tư tưởng ra khỏi các vọng chấp tướng. Khổ tưởng: có thân là có khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ và bao nhiêu phiền muộn, bất lợi, uất ức, phiền não làm cho con người không được an vui tự tại. Vô ngã tưởng: không có vật thể nào trên thế gian này mà tự nó có thể sanh tồn và phát triển mà không cần nhân duyên hòa hợp, kể cả cái ta của chúng ta. Vì thế vạn hữu là vô ngã. Nhờ suy tưởng như thế mà dần dần chúng ta thoát ra khỏi chấp ngã và ngã sở để đi đến chỗ tự tại vô ngại. Yếm ly thực tưởng: tư tưởng không vướng bận trong việc mưu sinh. Chính Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo phải tiết độ trong việc ẩm thực, bởi vì ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Suy nghĩ như thế là để chúng ta không còn lệ thuộc vào vật chất một cách quá đáng. Thật ra con người từ cổ chí kim, từ đông qua tây, có chém giết lẫn nhau cũng vì miếng cơm manh áo, tức là tranh giành ảnh hưởng kinh tế. Như thế chúng ta phải xem ăn uống như là phương tiện, chứ đừng đặt nó là mục đích của cuộc sống, bởi vì cứu cánh của đời sống phải là cái gì cao thượng hơn. Dục lạc tưởng: đó là tham sân si, mà đó là kết quả của vô minh và ái dục. Ngoài ra Đức Phật cũng dạy rằng chúng sinh bị chi phối bởi 8 pháp thế gian là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Người nào có thể tự mình giải phóng tư tưởng ra khỏi những căn bản bất thiện trên thì chắc chắn sẽ được tự do giải thoát. Tử tưởng: có sanh tất có ngày chết. Vì đã thông hiểu ngũ uẩn là không nên con người không tham sống hay sợ chết. Sống thì an vui tự tại, còn chết thì bình thản nhẹ nhàng, có gì phải sợ. Đa quá tội tưởng: đây là nói về thân kiến, có nghĩa là quá quý trọng thân xác và bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Chính Đức Phật dạy phải giữ gìn cho thân thể được khỏe mạnh để dễ dàng tu niệm mà phát sanh trí tuệ, chứ Đức Phật không bao giờ dạy chúng sanh phải quý trọng thân xác của mình bao giờ. Một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử vị tha cao đẹp. Ngược lại, người quá quý trọng xác thân có thể hãm hại kẻ khác để mình được vinh thân phì gia. Ly tưởng là suốt ly tam giới để được giải thoát giác ngộ. Diệt tưởng là nuôi hoài bảo tâm niệm tận diệt mọi phiền não khổ đau. Vô ái tưởng cuối cùng là giải phóng tư tưởng ra khỏi ái dục. Phật lại dạy rằng: ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt được ái dục thì sẽ không còn sầu muộn và lo sợ nữa.
Thật vậy, ngày nào tư tưởng của chúng ta còn bị ảnh hưởng ái dục thì ngày đó chúng ta chưa thể tự tại vô ngại được. Vì sự quan trọng của tư duy nên Kinh Phật cũng có câu: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Có nghĩa là trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới chỉ do tâm mình tạo ra, và vạn pháp cũng do thức mình tạo ra mà thôi. Nói tóm lại, không có cuộc cách mạng nào khó khăn cho bằng cuộc cách mạng để giải phóng tư tưởng ra khỏi mọi ràng buộc của ngoại cảnh cũng như những ô nhiễm từ trong nội tâm. Vì tư tưởng đòi hỏi nhiều thử thách, cam go qua các giai đoạn phấn đấu để tìm tự do. Khi nào tư tưởng được hoàn toàn tự chủ, tức là không còn lệ thuộc vào một sở chi chướng hay một phiền não chướng nào, thì đó chính là chánh tư duy vậy. Thứ ba, chánh ngữ là lời nói thành thật, ngay thẳng, công bình và hợp lý. Sau khi Phật dạy cho chúng ta thấy biết đúng, rồi tư duy đúng, thì bây giờ Phật mới giới thiệu đến cách nói cho đúng. Thật ra chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời nói chân thật, mà còn phải tránh dùng lời phao vu để chia rẽ hay gây bất hòa giữa người này với người khác. Trái lại, chúng ta phải tìm cách đem lại hòa hợp và thông cảm giữa mọi người. Tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác, mà trái lại phải nói lời thanh tao, lễ độ để an ủi, khuyến khích hay thuyết phục kẻ khác. Tránh những câu chuyện phiếm vô bổ, mà nên nói đúng lúc, hợp lý và hữu ích. Cũng có trường hợp khi chúng ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến tự ái của kẻ khác, khiến cho họ phật lòng. Nhưng chúng ta có nói tốt, nói xấu là bởi tại vì mình nghĩ tốt, nghĩ xấu về người đó hay việc đó. Do đó, ý là nhân mà thân khẩu là quả của nó. Vì thế tầm quan trọng này nên chánh ngữ phải đi sau chánh tư duy. Nếu khen một người nào bởi vì chúng ta đã có ấn tượng tốt về người ấy, ngược lại, nếu chúng ta muốn chửi người đó thì trong tâm của chúng ta phải ghét họ trước. Do đó, lời nói là sản phẩm phản ảnh những gì trong tâm khảm của chúng ta. Ngày xưa khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa đến Trung Quốc, Ngài vào yết kiến vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế là một Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới. Chính nhà vua đã xây 480 ngôi chùa rất lớn và khuyến khích khuyên người xuất gia. Đây được xem là thời đại cực thịnh cho Phật giáo ở Trung Hoa, vì nhà vua dùng oai quyền và tài lực của mình để xây dựng chùa và cúng dường người xuất gia. Vua Lương Võ Đế rất tự hào về việc làm của mình và muốn khoe với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nên hỏi rằng: công đức của tôi có lớn không? Tổ là người thật thà đáp rằng: không có công đức gì hết. Vua Lương Võ Đế nghe xong câu này thì không được vui, như bị tạt một thau nước lạnh lên đầu, rất thất vọng nên nói: được rồi, tôi sẽ không hộ pháp cho ông. Vì thế sau lần gặp gỡ này, Tổ phải lên chùa Thiếu Lâm, ngồi đối mặt vào tường hết 9 năm mới truyền y bát cho Tổ Thiền Tông Trung Quốc thứ hai là Tổ Huệ Khả. Giả sử năm xưa Tổ Đạt Ma tùy thuận theo nhân tình mà nói với vua Lương Võ Đế là công đức của nhà vua rất lớn, thì dĩ nhiên nhà vua rất hoan hỷ hộ pháp cho Tổ ngay. Nhưng một người chân chính tu hành tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng mà nói ngược lại chánh pháp. Mặc dù vua Lương Võ Đế xây trên 480 ngôi chùa mà vẫn không có công đức là chánh pháp, vì Kinh Phật có dạy rằng: cho dù bạn có xây tháp bảy báu khắp hết tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không có công đức gì. Rất tiếc, vua Lương Võ Đế tuy là người rất nhiệt tâm vì Phật giáo, nhưng kiến thức am hiểu về Phật pháp còn nông cạn, nên chẳng những không hiểu lời nói sâu xa của Tổ mà bỏ mất cơ hội gieo duyên lành với bậc thánh. Dựa theo lời nói thì chúng ta có thể thấy cái bản ngã của nhà vua còn lớn hơn cả nước Tàu. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy rằng: khi bố thí phải bố thí vô tướng, và khi độ sanh nên thực hành độ sanh vô ngã. Nếu bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã sẽ hàng phục vọng tâm và an trụ được chân tâm.
Một khi tâm đã định, trí tuệ sẽ phát sinh. Nhà vua đổ sanh vì bản ngã, làm gì có được công đức? Vì công đức là pháp vô lậu thì phải do trí tuệ mà sanh. Có nghĩa là phải tự mình tu luyện để được giải thoát giác ngộ. Còn tài vật là pháp hữu lậu, tức là pháp sinh diệt, thì thuộc về tạo phước đức mà thôi. Càng bố thí cúng dường thì càng nhiều phước đức về sau, nhưng nó không giúp cho chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì việc này kinh Phật cũng viết rằng: giả linh cúng dường, hằng sa thánh, bất như kiên dũng, cầu chánh giác. Có nghĩa là nếu cúng dường chư thánh nhiều như cát sông Hằng, cũng không bằng kiên quyết dũng mãnh cầu thành Phật. Vì thế muốn liễu sanh tử, tức là thoát khỏi luân hồi, thì phải tu và tích lũy công đức mới được. Muốn thực hành chánh ngữ một cách rốt ráo, Đức Phật mô tả lời nói của bậc thiện tri thức với 5 điều kiện là: phát biểu đúng lúc. Nếu lời nói chân thật mà không phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích. Do đó, người thiện tri thức phải tế nhị áp dụng lời nói của mình cho đúng chỗ, đúng lúc, hợp với sự thật. Bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện và không lừa dối. Đem lại lợi ích, lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó. Cho dù là lời nói thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô ích mà thôi. Thích ứng với lý trí là lời nói phải hợp với đạo lý, thì dĩ nhiên sẽ hợp với lý trí. Hợp với đạo đức, thông thường chúng ta thường hiểu chữ thiện là hữu ích, nhưng trên thực tế có lợi ích chưa hẳn đã là thiện. Vì vậy, lời nói của bậc thiện tri thức phải có ích và hợp với đạo đức nữa. Theo kinh điển Phật giáo, có 10 điều lợi ích và hợp với đạo đức đáng chú ý là: nên nói về đức từ bi, vì lòng từ bi giúp chúng ta có được tâm hồn vị tha, không tham lam, không ích kỷ và không bòn sẻn. Nên nói về đức tính tri túc, để giúp chúng ta bỏ những ước vọng thái quá và sống an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nên nói về đức thanh tịnh, để giúp cho chúng ta có tâm hồn trầm tĩnh, trong sạch và tự tại. Nên nói về đức tính độc lập, để giúp chúng ta không xu hướng phe đảng, không ỷ lại và phát triển đức tự tin. Nên nói về đức tinh tấn, để giúp chúng ta từ bỏ tính biếng nhác, do dự và không nhất quyết. Nên nói về giới hạnh, vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật xấu mà đã kết tập từ vô lượng kiếp đến nay. Nói về thiền định, vì thiền định có khả năng tiêu trừ dục vọng, oán thù và phát triển sức mạnh tinh thần. Nên nói về trí tuệ, để giúp chúng ta rèn luyện một tâm hồn trong sáng và phát triển trí năng, hầu thấu triệt chân lý. Nên nói về sự giải thoát giác ngộ, vì đây là mục đích cuối cùng của người Phật tử trên đường tận diệt vô minh phiền não. Nên nói về giải thoát tri kiến, có nghĩa là nói đến sự thật chứng của các chư thánh hay Phật để giúp chúng ta trên đường tu tập, vì tin rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được giải thoát tri kiến như thế. Tóm lại, lời nói có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân, mà còn có thể định đoạt được cả sự an nguy của xã hội. Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, thì không khi nào chúng ta có thể đạt được trình độ của chánh ngữ thật sự, vì bị mắc kẹt trong đa văn. Do đó, ngày xưa Đức Phật tuy thuyết giảng 49 năm, nhưng sau cùng Ngài phải nói rằng: ta không nói một chữ là vậy. Thứ tư, chánh nghiệp là hành động, là việc làm chân chính, đúng với lẽ phải. Sau khi đã thấy biết đúng, tư duy đúng và nói lời đúng, thì Phật mới giới thiệu hành động đúng. Bởi vì lời nói phải đi đôi với hành động. Nếu ta nói đúng, chắc chắn chúng ta sẽ hành động đúng. Và ngược lại, nếu nói năng tà bậy, thì trước sau cũng sinh ra những hành động tà dâm dối trá. Do đó, khi đã nói về nghiệp, thì tự nó bao gồm ý, khẩu
và thân nghiệp. Vì thế, khi Đức Phật đưa ra chánh nghiệp, Ngài đã nhấn mạnh về cách thấy biết đúng để có cái suy tư đúng. Từ cái suy tư đúng đó, chúng ta nói lời đúng. Khi chúng ta đã kiểm soát được khẩu, ý, thì hành động hay thân sẽ có hành động đúng luôn. Đây là một tiến trình mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta theo thứ tự để thấy rõ mà theo. Thí dụ nếu chúng ta muốn đánh ông A, thì trước hết chúng ta phải ghét ông ta, tức là ý nghiệp. Sau đó, vì từ trong tâm quá bực tức, chúng ta mới bắt đầu chửi bới, tức là khẩu nghiệp. Và sau cùng, kềm chế không nổi, chúng ta sanh ra ấu đả với ông A, tức là thân nghiệp. Ngược lại, nếu chúng ta muốn giúp bà B, ý nghiệp thiện, sau đó chúng ta mới bàn tán và tìm cách để giúp bà, tức là khẩu nghiệp thiện. Và sau cùng, chúng ta đến để thực hiện điều tốt đó, tức là thân nghiệp thiện. Do đó, muốn kiểm soát thân khẩu nghiệp, trước tiên phải hoàn chỉnh ý nghiệp trước. Vì ý là nhân, mà thân khẩu là cái quả của nó. Thật vậy, tư tưởng là cái cội nguồn phát sinh ra tất cả từ thiện nghiệp đến ác nghiệp. Mỗi một giây một phút đã có bao nhiêu ý tưởng hiện ra trong tâm tư của chúng ta. Thiện có, mà bất thiện cũng có. Vì thế, chánh tư duy có công năng giúp cho chúng ta thanh lọc những tư tưởng bất thiện để cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Khi chúng ta niệm Phật hay tư duy quán chiếu, tức là Samatha, có nghĩa là chỉ, thì vọng tưởng sẽ bị loại bỏ dần dần. Đức Phật đưa ra chánh nghiệp để giúp chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Vì tạo nghiệp, tức là còn luân hồi sanh tử, tiến trình giải thoát giác ngộ đòi hỏi chúng sinh phải thực hành chánh nghiệp để tạo ra phước đức, công đức. Vì đó là nền tảng cho việc thoát ly ra khỏi tam giới. Nên nhớ, Phật dạy chánh nghiệp là hành động đúng, chứ Ngài không bao giờ dạy vô nghiệp, có nghĩa là không làm cái gì hết. Không làm điều thiện thì làm sao tạo ra trong ta những chủng tử thiện trong A Lại Gia Thức để giúp chúng ta giải thoát. Điều này chứng tỏ đạo Phật không phải là đạo yếm thế hay tiêu cực như nhiều người đã hiểu lầm. Ngày xưa Ngài Đạo Tín lúc mới 14 tuổi đến đảnh lễ và thưa với Tổ Tăng Sán rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Ngài dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sán nhìn thẳng vào mặt Ngài Đạo Tín hỏi: Ai trói buộc ngươi? Thưa, không ai trói buộc con cả. Đã không ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Ngay đó Ngài Đạo Tín liền ngộ đạo. Dựa vào câu chuyện trên thì nghiệp được phát xuất từ ý niệm, mà ý niệm lại không thật, có nên nghiệp cũng không thật. Thấy nghiệp là thật vì chúng ta còn mê, còn bậc giác ngộ thì không thấy có nghiệp nữa. Nghiệp là cái tạm bợ giả dối do con người kết tập. Như vậy, chúng ta làm chủ nó, chứ nghiệp không thể làm chủ con người được. Khi biết được như thế, chúng ta chỉ cần buông hết tất cả tập nghiệp, chúng ta sẽ được giải thoát. Mà muốn buông hết tất cả tập nghiệp là phải cố bỏ cho được cái gốc của nó, là ý tưởng từ trong tâm để phát sinh ra cái phân biệt tốt xấu. Ngày xưa khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn biết Lư Huệ Năng đã ngộ đạo, liền đợi đến canh ba mà đem y bát truyền lại cho Ngài Huệ Năng để trở thành tổ thứ sáu và cũng là tổ cuối cùng của Thiền Tông Trung Hoa. Đây thật là chuyện hy hữu, có một không hai trong đời. Bởi vì khi Huệ Năng thành tổ, Ngài rất trẻ, mới vừa ngoài 20 tuổi, không biết chữ nghĩa và không phải là người xuất gia mà chỉ là một cư sĩ. Trong khi đệ tử xuất gia của Ngũ Tổ có trên 700, mà người xuất sắc nhất là Ngài Thần Tú, lúc bấy giờ đã trên 50 tuổi. Chỉ có người ngộ đạo như Tổ Hoàng Nhẫn mới có sự nhận xét và quyết định tinh tế như vậy. Chúng ta là phàm nhân, nhìn người từ hình dáng bề ngoài nên quyết định sai lầm, dẫn đến khổ đau. Còn bậc thánh, họ nhìn thẳng vào thực tánh bên trong, tức là trí tuệ bồ đề, nên họ rất an nhiên tự tại. Vì sợ đệ tử của mình có ý ám hại, nên Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn
dạy Lục Tổ nên đi về phương Nam tức thì. Khi biết Lục Tổ Huệ Năng mới ra đi, trong số những đệ tử rất giỏi về võ của ngài Thần Tú có ngài Huệ Minh tình nguyện đuổi theo để giành y và bát trở lại. Lục Tổ đi được mấy ngày thì Huệ Minh đuổi kịp. Lục Tổ biết mình không phải là đối thủ của Huệ Minh nên đẩy y và bát trên tảng đá rồi trốn vào rừng. Huệ Minh đến lấy nhưng không đỡ nổi y bát nên đành phải kêu: "Hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát." Lục Tổ nghe thế thì từ từ bước ra ngồi trên tảng đá, nói rằng: "Nếu ông vì pháp, hãy bình tâm lại nghe tôi nói." Huệ Minh yên lặng lắng nghe. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh nghe câu này liền đại ngộ: bản là xưa, lai là nay, còn diện mục là mặt mày. Vì thế bản lai diện mục là mặt mày thật xưa nay của con người, có nghĩa là chân tâm hay Phật tánh vậy. Do đó bản lai diện mục là gương mặt thật sẵn có muôn đời của tất cả mọi người. Khi chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì nó sẽ hiện ra. Không nghĩ ác thì đã đành, còn nghĩ lành, nghĩ tốt tại sao lại không? Vì nghĩ lành cũng là suy nghĩ, mà đã suy nghĩ dù thiện hay ác cũng đều là khởi niệm. Mà đã là khởi niệm thì vọng động sẽ sanh, làm mất cái chân thật của mình. Nếu tâm không còn khởi động niệm thì cái chân thật, tức là chân tâm hay Phật tánh mới hiện bày. Nếu chúng ta không nghĩ cho dù thiện ác thì không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là lìa sanh tử và chặt đứt dây luân hồi. Đây chính là con đường liễu sanh thoát tử. Lý do chúng ta trầm luân là tại vì chúng ta quên bỏ cái Phật tánh sẵn có mà chạy theo vọng tưởng. Khi nào chúng ta trở về với cái Phật tánh này, tức là bản lai diện mục, thì thân khẩu ý sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Thêm nữa, thiện và ác trong thế gian này luôn luôn ở trong tính tương đối, có nghĩa là từ thiện chuyển sang ác và ngược lại rất dễ dàng. Nếu con người không nỗ lực làm việc thiện hay làm việc thiện mà không dựa trên căn bản vô ngã độ sanh, chẳng hạn như đi chùa nghe pháp là việc thiện, nhưng nếu rủ rê mà người hàng xóm không muốn đi, làm chúng ta tức giận đâm ra không ưa thích họ nữa, thì từ thiện chuyển sang bất thiện. Một thí dụ khác là thấy cái hàng rào của người hàng xóm hư, chúng ta đến giúp, nhưng chủ nhà không tế nhị, làm cho tâm ta không vui. Thế thì cái ý niệm thiện ban đầu được thay bằng những ý niệm xấu. Do đó, chẳng những chúng ta không tạo thêm phước thiện, mà còn gánh thêm buồn phiền đau khổ. Nhưng nếu áp dụng triệt để độ sanh vô ngã, có nghĩa là giúp người mà không cần quả báo, thì lúc nào tâm ta cũng an vui, thanh tịnh. Vậy chánh nghiệp giúp chúng ta kiến tạo rất nhiều phước đức cũng như công đức để tăng trưởng đạo đức cho chính mình. Và đây chính là những mãnh lực có công năng giúp chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ viên mãn. Thứ năm, chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp lương thiện. Sở dĩ bát chánh đạo có giá trị rất cao là vì Đức Phật đã sắp xếp theo thứ tự phần này bổ túc cho phần kia. Sau khi Đức Phật dẫn dắt chúng ta thấy rõ ràng về chánh nghiệp để chúng sinh có cơ hội gây dựng thiện nghiệp mà tạo phước đức cho mình, bây giờ Phật mới nói chánh mạng. Sống trong đời ai cũng cần có cái nghề để nuôi thân, nhưng có nghề thì hàng ngày con người có nhiều cơ hội để tạo thiện nghiệp, tức là tạo phước. Ngược lại cũng có những nghề mà càng làm họ càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Thí dụ như nghề giáo, nghề y khoa, nghề bán thực phẩm hay kiến tạo nhà cửa, đường xá, cầu cống, thì càng làm họ càng thêm phước, trừ phi họ không thật tâm với nghề nghiệp của họ. Những nghề như vũ trường, quán rượu, sòng bài, vân vân, thì càng làm càng gây nhiều tội lỗi. Nói chung, nghề nghiệp cũng là do phước đức của đời trước đưa đến mà thôi. Kẻ có phước thì có việc làm dễ dàng, dư ăn dư để và có cơ hội để tạo thêm phước đức cho mai sau. Còn kẻ thiếu đức thì có việc làm khó khăn, không giàu có
và dĩ nhiên nghề nghiệp không tạo thêm phước đức cho họ về sau. Nếu nhìn kỹ thì cơ hội để tạo thiện nghiệp trong chánh nghiệp không nhiều, nhưng trong chánh mạng con người có nhiều cơ hội để tăng trưởng phước đức của họ hàng ngày. Nhiều nghề mà càng làm thì phước đức càng lớn, thành thử đời sau những phước đức này sẽ mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho họ. Vì thế, nghề nghiệp tốt cũng là phương cách tu phước hữu hiệu nhất. Nên nhớ rằng, phước đức mà chúng ta nhận ở đời này là quả mà do thiện nghiệp chúng ta tạo ra ở đời trước. Tất cả sự bố thí, cúng dường và cứu giúp người hoạn nạn sẽ đem lại sự giàu có, thông minh và trường thọ trong đời này cho chúng ta. Nói thế, không ai có thể phủ nhận rằng đạo Phật là con đường chân chính, luôn luôn hướng dẫn con người tu theo chánh đạo để có cuộc sống an vui tự tại. Hàng ngày chúng ta tu phước, làm thiện, nhưng phước đức thật sự có đem lại hạnh phúc cho chúng ta không? Nên nhớ, phước là do bố thí, cúng dường hay làm việc tốt cho chúng sinh mà có, còn đức là cái tốt của tự tâm. Một người rất giàu có mà thiếu đạo đức, nhân cách, có nghĩa là họ có rất nhiều phước mà thiếu đức, thì sự giàu có này sẽ là những phương tiện để đưa họ đi mau vào con đường sa đọa, tội lỗi. Ví cũng như là một cái ly và nước ở trong đó. Cái ly là đức, còn nước chính là phước. Nếu đức tròn và phước đủ thì cuộc sống sẽ rất an vui tự tại. Ví cũng như nước chỉ nằm trong cái ly thì nước sẽ không tràn ra ngoài. Có nghĩa là giàu cho có nhiều tiền bạc nhưng họ vẫn sống cuộc đời thanh cao, đạo hạnh. Dùng phước cũ để tạo thêm phước mới là người trí, là người tu Phật. Người đức độ thì nhìn sự giàu có chỉ là phương tiện của cuộc sống, chứ không chạy theo dục vọng làm cho họ dễ bị sa ngã. Ngược lại, nếu phước to mà đức kém thì cuộc sống sẽ điên đảo đau thương. Ví cũng như nước nhiều quá sẽ tràn ra ngoài cái ly. Có nghĩa là phước có dư đủ mà đức thì không tăng, làm cho cuộc sống thiếu thăng bằng. Thí dụ hiện nay ở Việt Nam có nhiều người vì thời thế mà trở thành rất giàu có rất nhiều tiền mà nhân cách và đạo đức không tăng trưởng, khiến họ sa đọa vào những chỗ ăn chơi trác táng, làm cho gia đình tan nát. Như thế thì phước không thật sự đem lại hạnh phúc, an vui cho con người nếu đạo đức của họ không tăng trưởng. Thứ sáu, chánh tinh tấn là chuyên cần siêng năng cũng như chuẩn bị tinh thần để giúp chúng ta đi sâu vào thiền định. Chánh tinh tấn là cánh cửa để tiến đến chỗ giải thoát giác ngộ. Trước khi chúng ta đi sâu vào thiền định để được siêu thoát, thì trước hết Đức Phật muốn chúng sinh phải có cuộc sống đạo đức thánh thiện. Năm phần đầu từ chánh kiến đến chánh mạng đã giúp cho chúng ta đạt đến mục tiêu này. Tại sao? Nếu chúng sinh muốn đạt đến trình độ thiền định cao, trước hết họ phải có một đời sống thánh thiện. Bởi vì nếu có cuộc sống thánh thiện thì đây là chất liệu để giúp cho họ tu cho tâm được thanh tịnh. Và ngược lại, khi đã đi sâu vào thiền định, tức là tâm được thanh tịnh, thì sẽ hỗ trợ cho họ có cuộc sống càng thêm thánh thiện. Thứ bảy, chánh niệm là ghi nhớ những đạo lý chân chính. Chánh niệm thanh tịnh hóa thân tâm bằng cách ngăn chặn và diệt trừ tâm tà và phát triển cũng như vun bồi tâm chánh. Vì thế, chánh niệm có nghĩa là sửa cái tâm cho nó đi theo con đường chánh, mà còn được gọi là thiền quán. Trong khi sự thực hành thiền định chuyên chú, chánh niệm có thể đi theo mọi biến đổi của tâm. Chúng ta không nên để tâm mình đi bất cứ nơi nào, không gửi tâm vào thế giới mộng tưởng, cũng không đưa tâm về quá khứ hay tương lai. Đức Phật đã ví thời gian như sau: quá khứ như giấc mộng, tương lai như ảo ảnh, hiện tại như đám mây. Nói như thế, trong khi tâm chạy qua chạy lại giữa các giấc mộng, ảo ảnh và các đám mây, chúng ta có thể tu tập chánh niệm để đem tâm trở về và làm cho tâm ra khỏi những rối ren trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như chỉ khi nào chúng ta thấy được dục vọng thiêu đốt người đắm say nó như thế nào, chúng ta mới thấy dục vọng là đáng từ bỏ.
Chánh niệm cũng có trách nhiệm cảnh giác chúng ta trong lúc giận dữ để quay tâm sang những ý niệm chân chính khác. Chính chánh niệm báo trước cho chúng ta một tình trạng mà giận dữ sắp sinh khởi, để có thể chuyển tình trạng ấy qua một bên, làm cho tâm được an lành. Do đó, Phật giáo luôn luôn kêu gọi con người hãy đạt cho được sự thanh bình trong tâm của chính mình trước, sau đó tự nhiên thanh bình của thế giới sẽ đến theo. Con người hàng ngày luôn chạy theo vọng tưởng vì chúng ta quên chánh niệm. Lục dục thất tình lôi cuốn tâm của chúng ta chạy theo nó. Vì thế, chánh niệm lúc nào cũng có thể đưa con người trở về với chánh đạo. Dựa theo Hán tự, chữ niệm là sự tổng hợp của chữ kim ở phía trên và chữ tâm ở phía dưới, cho nên niệm có nghĩa là bây giờ hãy giữ tâm của mình theo đúng chánh đạo. Không những chính Đức Phật đã thấy tầm quan trọng sâu xa của chánh niệm, mà ngay cả Đức Khổng Tử cũng nói rằng: nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi. Có nghĩa là một ngày mà không nghĩ đến việc thiện thì mọi việc ác sẽ nổi lên. Mặc dầu ngày nay các cuộc hành trình để đưa con người ra ngoài không gian và đến mặt trăng hay những hành tinh xa xôi khác được thực hiện một cách dễ dàng, nhưng con đường đi đến Niết Bàn vẫn còn xa xôi và cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng nếu con đường chúng ta đi có khi buồn tẻ, thì chánh niệm sẽ là ánh sáng êm dịu, hướng dẫn tốt nhất để giúp cho con người sống an vui tự tại trong đời này. Chánh niệm còn được gọi là thiền quán, có nghĩa là phát sinh trí tuệ, mà Phạn ngữ gọi là Tamma Bát Đề. Thứ 8, chánh định. Khi chúng ta mở toang 6 cánh cửa thì gió bên ngoài thổi vào làm dao động ngọn đèn trên bàn. Khi ngọn đèn bị dao động, ánh đèn không tỏ, lu mờ. Con người cũng thế. Nếu chúng ta để cho lục căn tha hồ tiếp xúc với lục trần thì vọng tưởng tự do tràn vào xâm chiếm và quậy phá thanh tâm của chúng ta. Khi tâm chứa đầy vọng tưởng thì tham sân si dấy lên, và đây là nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Đèn tâm bị lu mờ, có nghĩa là tâm bị dao động thì chúng ta không thể thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng. Vì thế, muốn đánh tan vọng tưởng để tâm được ổn định, tức là an tâm, thì chánh định sẽ giúp cho chúng ta đào luyện tâm định để thấy rõ được bản chất thực của đối tượng mà đào thải nó. Vì thế, chánh định còn được gọi là thiền chỉ, có nghĩa là dừng, mà tiếng Phạn gọi là Samatha. Ngày xưa Đức Phật nhờ thiền định mà được giác ngộ. Vì thế, thiền định là cốt nhìn lại, tức là phản quang tự kỷ, để tìm cho ra con người thật của chính mình. Một khi đã lắng hết tâm tư để thấy con người thật ấy, con người vì lăn lộn trong sinh hoạt hàng ngày làm cho hao tổn tinh thần. Nếu bây giờ ngồi lại cho tinh thần sáng suốt thì mới nhìn thấy mọi hiện tượng một cách chính xác. Có thiền định mới mong trí tuệ được phát sinh để tiến đến chỗ giải thoát giác ngộ. Mà muốn đạt đến chánh định thì phải trải qua 4 cấp thiền, và lên trên nữa là 4 tầng định. Tứ thiền gồm có sơ thiền, còn được gọi là ly sanh hỷ lạc, có nghĩa là lìa ái dục mà được vui. Khi biết ái dục như là thứ rượu độc làm cho người ngu mê say sưa đến chết, thì tìm cầu ái dục rất khổ sở, khó nhọc, mà mất lại quá dễ. Người mê theo ái dục chẳng khác nào như con thiêu thân nhảy vào lửa, như lửa gặp củi, càng nhiều càng cháy mạnh. Thế cho nên khi biết ái dục là độc hại thì sơ thiền sẽ giúp hành giả tiêu diệt lửa ái dục này. Khi định được sơ thiền, tức là lìa xa được ngọn lửa ái dục, thì cái vui sẽ đến. Người ấy sẽ có vẻ mặt vui tươi, mắt không đắm sắc. Do thần đức thiền định nên không tham danh lợi, phá tan kiêu mạn, tánh nết nhu hòa, không ôm lòng độc hại, không có sân tham tật đố, bàn luận không tranh hơn thua, nói năng dễ dãi, hòa nhã, ý thường vui vẻ, ăn uống không mê mùi vị, dù khổ dù vui, tâm không sao động, không oán thù cạnh tranh. Nếu ai có những đức tính như thế là biết người đó đã chứng được sơ thiền. Nhị thiền
còn được gọi là định sanh hỷ lạc, có nghĩa là do tâm được an định thì tự nhiên thấy vui. Vì tránh xa được ái dục nên chúng ta vui mừng. Nhưng chính sự vui mừng này làm cho tâm dao động, và như thế cần phải vào định mới diệt trừ nó được. Một khi định có kết quả thì cái dao động ở tâm đã chấm dứt, và tâm bắt đầu phát sinh cái vui vi tế. Tam thiền còn được gọi là ly hỷ diệu lạc. Mặc dù cái vui là vi tế nhưng vẫn làm cho tâm rung động. Một khi chúng ta loại bỏ thành công cái vui vi tế này thì một niềm vui nhiệm màu khác hiện ra, mà được gọi là diệu lạc. Tứ thiền hay là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là niệm vừa dấy lên liền buông xuống. Do buông tất cả ý niệm để tâm được yên nên mới gọi là xả niệm thanh tịnh. Khi đã qua được tứ thiền thì tâm của chúng ta lúc này hoàn toàn thanh tịnh. Nếu muốn đi lên, chúng ta có thể đi vào tứ không định, có nghĩa là khi vào bốn cái yên tịnh này, chúng ta không còn thấy có cảnh hay tâm thức nữa. Tứ không định gồm có không vô biên xứ, chúng ta dùng tưởng trống không, tức là từ trống không nhỏ tới trống không lớn, và dần dần đến vô cùng, vô tận. Thức vô biên xứ, bây giờ chúng ta bỏ cái không đó mà quay lại quán thức phân biệt của mình. Biết thức phân biệt không có tướng mạo, từ phân biệt thân đến phân biệt tâm, và dần dần ra khắp hết vô cùng vô tận. Vô sở hữu xứ, sau đó tưởng thân tâm không có gì hết, rỗng tích không chỗ nơi thì chứng được. Phi tưởng phi phi tưởng, dù chúng ta tưởng thân tâm là rỗng tích nhưng đây vẫn là tưởng, sau cùng tiến liên đến chỗ không có tưởng mà không phải không tưởng. Đến đây không còn tưởng thô, tưởng không, tưởng thức, mà chỉ có tưởng vi tế, tức là tưởng rỗng tích. Còn cái tưởng đó cũng phải bỏ mới qua diệt tận định. Người tu thiền không mắc kẹt ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà có thể đi thẳng vào tứ thiền, tức là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh rồi tiếp tục tiến thẳng lên diệt tận định, chứ không qua ngã tứ không định. Như vậy, chỉ một bước buông niệm là thẳng tới diệt tận định, hay còn gọi là diệt thọ tưởng định, để chứng vô sanh, tức quả A-la-hán. Trong kinh A-hàm có kể một câu chuyện như sau. Một hôm có vị tỳ kheo đi khất thực về. Sau khi thọ thực xong, ngài vào rừng ngồi nhập định. Khi ấy có mấy người tiểu phu đi ngang qua, thấy ngài ngồi bất động đến giờ lỗ mũi thì biết ngài không còn thở nữa. Họ cho là ngài đã chết nên động lòng thương, bèn đi kiếm củi dồn lại và đốt lửa lên thiêu. Hôm sau họ gặp lại vị tỳ kheo ấy đi khất thực, khi nhận ra y của ngài bị cháy khá nhiều, chỉ còn cái viền là không cháy. Lấy làm lạ, họ hỏi ra mới biết lúc đó ngài đang nhập diệt tận định. Như vậy, khi nhập diệt tận định thì không còn hơi thở và thân thể chỉ còn hơi ấm mà thôi. Lúc đó thân như đá như cây, ai làm gì cũng không hay biết. Lúc thiền già muốn xả ra thì xả. Thời gian nhập diệt tận định có khi cả mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Đây là định của tiểu thừa, tức là khi nhập định con người quên hết mọi chuyện bên ngoài. Còn đại thừa thì chủ trương khi đi, đứng, nằm, ngồi mà lúc nào cũng an nhiên tự tại, tức là đừng để tâm chạy theo vọng tưởng. Khi vọng tưởng dấy lên thì biết, và khi vọng tưởng lắng xuống thì cũng biết. Hết vọng tưởng, tâm định bất luận chúng ta làm gì và ở đâu. Chính Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa, nếu thấy vị tăng nào ngồi thiền là ngài của, ngài bảo phải thiền trong mọi sinh hoạt hàng ngày mới thật sự mang lại thanh tịnh thường trụ trong tâm. Đây là sự khác biệt giữa định tiểu thừa và định đại thừa. Xét về phương diện phẩm chất thì vũ trụ chia làm ba tầng bậc cao thấp khác nhau mà chúng ta gọi là tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thứ nhất, dục giới là cõi của loài hữu tình chưa xa lìa được dâm dục và thực dục,
Trong dục giới có tất cả 6 loại chúng sinh là thiên, tức là cõi trời, nhân, tức là cõi người, Atula, tức là cõi thần, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thứ hai, sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp và đã rời bỏ được dâm dục và thực dục. Trong cõi này có 4 tầng, tùy theo khả năng đi sâu vào thiền định mà chứng được. Sơ thiền tức là ly sanh hỷ lạc, có nghĩa là khi thiền giả phá được tất cả tham sân si, dập tắt lửa ái dục thì vào được cõi này. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc, tức là sau khi diệt được dục thì tâm được vui, nhưng phải vào sâu trong thiền định để phá cái vui này, để chỉ còn cái vui vi tế mà thôi. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tức là cố gắng vào sâu trong thiền định để loại luôn cái vui vi tế, để tâm hoàn toàn an tịnh. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, tức là niệm vừa dấy lên tức thì dùng thiền quán mà xả bỏ luôn. Đây là cõi cao nhất trong sắc giới và cũng là cõi hoàn toàn thanh tịnh. Thứ ba, vô sắc giới là cõi không có hình sắc. Các loài hữu tình sinh trong cõi này chỉ có tâm thức mà thôi, chứ không có hình sắc. Cõi này cũng chia làm 4 bậc cao thấp của tứ không định, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vô sắc giới là cõi của hư vô, mà tứ không định là đi theo thiền của ngoại đạo. Vì thế, trong Phật giáo, chính Đức Phật đã khuyên đệ tử của Ngài không đi hướng này, mà sau khi đạt đến tứ thiền thì đi thẳng vào diệt thọ định hay diệt thọ tưởng định mà chứng quả A-la-hán. Nếu thiền giả ham mê mà vào sâu trong tứ không định sẽ dễ dàng lạc vào ma cảnh và trở thành khùng điên, mất trí. Chính bát chánh đạo là con đường giải thoát duy nhất ra khỏi vòng sinh tử, cho nên Đức Phật lại dạy rằng con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo, chân lý cao thượng nhất là tứ diệu đế. Đó là con đường duy nhất, không còn con đường nào khác dẫn đến kiến tịnh. Hãy đi theo con đường ấy để sớm thoát khỏi mọi điên đảo của phiền não khổ đau. Sống trong điên đảo và phiền não khổ đau là vòng trầm luân khổ hãi, mà chỉ có bát chánh đạo mới trừ diệt được. Con đường trung đạo này không thể nào tìm thấy trong bất cứ giáo lý nào ngoài đạo Phật. Chính Đức Phật đã dạy Đại Đức Tu Bạt Đà La trước khi Ngài nhập diệt: không thể có được bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán trong bất cứ một tôn giáo nào nếu không có bát chánh đạo. Này Tu Bạt Đà La, trong giáo lý nào có bát chánh đạo thì tất có hàng thánh nhân. Ở đây, trong giáo lý của Như Lai lại có con đường bát chánh. Tất nhiên phải có các bậc thánh mà trong giáo lý khác không thể có được. Nếu chư đệ tử sống chân chánh thì thế gian không thiếu thánh nhân. Tóm lại, bát chánh đạo là con đường chân chính có công năng chuyển hóa con người từ tà sang chánh, và cũng là phương thức thực tiễn để cải cách con người từ thân tới tâm và dẫn đến trí tuệ giải thoát. Thêm nữa, bát chánh đạo được xem như một sợi dây thừng lớn được kết bởi 8 sợi dây nhỏ. Nếu đem phân tách ra thì tuy thấy có 8 nhưng thật sự chỉ có 1, vì 8 sợi dây nhỏ ấy liên quan mật thiết với nhau. Thiếu 1 thì không thành sợi dây được. Trong bát chánh đạo, chánh kiến là quan trọng nhất, vì sự thấy biết đúng dẫn đến suy tư và hành động đúng về sau. Chẳng hạn như thấy sợi dây nằm cong queo dưới đất mà cho là con rắn thì chúng ta đã thấy sai. Khi đã thấy sai, dĩ nhiên bản chất tự nhiên sẽ khiến chúng ta nghĩ sai, nói sai và làm sai. Đức Phật sở dĩ thành Phật là vì Ngài thấy đúng. Còn chư Bồ Tát sắp đạt đến quả vị Phật là vì các Ngài tập thấy đúng và dần dần thấy đúng cho tới mức triệt để. Giới, định, tuệ. Giáo lý nhà Phật giúp con người giải thoát
tất cả mọi phiền não khổ đau, để cho thân tâm được an lạc và chứng ngộ niết bàn. Chính tam vô lậu học, tức là giới, định, tuệ, sẽ là con đường duy nhất để giúp cho chúng sanh đạt đến tiến trình từ mê đến giác, từ phàm đến thánh. Tiến trình để đi đến giải thoát giác ngộ của người Phật tử được ví như sự phát triển của một hạt giống. Trước hết, hạt giống cần có môi trường tốt để bắt đầu nảy mầm xanh rễ. Khi rễ đã phát triển thì thân cây mới thành hình và sau đó mới đâm cành trổ lá. Rễ càng dài càng vững chắc, thân cây càng to càng lớn, và cuối cùng khi đã lớn mạnh, cây mới có thể đơm hoa kết trái. Do đó, rễ ví như giới, thân cây ví như định, hoa ví như trí tuệ và trái là quả vị niết bàn. Thứ nhất, giới. Trong bất cứ xã hội nào trên thế giới, luật pháp được đặt ra với mục đích ngăn ngừa và trừng trị những ai có ý phá rối an ninh trật tự để mọi công dân được sống trong thanh bình. Đây là nói về luật pháp của thế gian. Còn giới của Phật giáo có ý nghĩa sâu rộng hơn nhiều. Giới trong Phật pháp là những điều răn cấm cho Phật tử tại gia và xuất gia phải tuân theo để ngăn ngừa và cảnh giác làm cho thân khẩu ý không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì khỏi phải đi lang thang lẩn quẩn trong vòng sanh tử triền miên. Nên nhớ, việc ta làm thì ta phải biết, và dĩ nhiên là chính ta phải gánh chịu quả nghiệp của nó, tức là tự tác hoàn tự thọ. Khi một người phá giới thì không có nghĩa là họ có tội với trời hay Phật, mà chính họ đã tự tạo cho mình ác nghiệp để phải chịu quả nghiệp khổ đau sau này, chứ không phải trời phạt hay Phật đọa gì cả. Còn người giữ giới thì họ tránh không làm điều gì phương hại đến người và vật chung quanh, tức là mang lại sự an ổn cho tất cả mọi người. Đây chính là sự phát triển tâm từ bi của mình vậy. Vì sự quan trọng của giới nên Kinh Bồ Tát Giới có viết rằng: giới như đại minh đăng, năng tiêu trừ dạ ám. Giới như chân bảo kính, chiếu pháp tận vô di. Giới như ma ni châu, vũ vật tế bẩn cùng. Ly thế tốc thành Phật, duy thử pháp vi tối. Tạm dịch là: giới như ngọn đèn lớn, có khả năng tiêu trừ đêm dài tăm tối. Giới như tấm gương quý báu, soi hết thảy các pháp. Giới như viên ngọc như ý, hóa vật để giúp kẻ nghèo. Muốn mau giải thoát thành Phật, chỉ có giới là hơn hết. Chẳng những thế, trong Kinh Phạm Võng cũng đề cao giới như sau: giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, vi trần bồ tát chúng, do thử thành chánh giác. Tạm dịch là: giới như mặt trăng, mặt trời chiếu sáng, hoặc như ngọc anh lạc, vô số bồ tát nhờ đó mà thành chánh giác. Như vậy, giới là bước tiến đầu tiên trong việc cải thiện thân, khẩu, ý cho đến chỗ toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Thứ hai, định. Một khi giới được hoàn hảo thì tư tưởng, lời nói và hành động sẽ trở thành chân chính. Từ đó, khi lời nói và hành động chân chính có thể đưa đến một nội tâm thanh tịnh. Phần dịch thuật kinh điển Phật giáo được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thì được Ngài Cưu Ma La Thập là vị pháp sư danh tiếng lỗi lạc ở Ấn Độ và cũng là người đã từng thông suốt cả kinh, luật và luận tạng. Ngài phiên dịch kinh điển bằng tiếng Phạn do Ngài A Nan và các vị đại A-la-hán kết tập. Theo đó, thiền định có nghĩa là tĩnh lự. Tĩnh tức là chỉ, có nghĩa là định. Còn lự tức là quán, có nghĩa là tuệ. Sau này chính Ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang qua tận Ấn Độ thỉnh kinh về Trung Hoa và dịch sang Hán tự, thì thiền định có nghĩa là tư duy tu. Như thế, thiền định không có nghĩa là thiền tông hay là phải ngồi kiết già thì mới đạt được định. Mà định ở đây chính là phải tư duy, suy nghĩ về đối tượng của Phật Pháp, ngò hầu tìm cho ra chân lý của nó để tâm được an. Chúng ta có thể niệm Phật, có thể đi kinh hành, có thể nằm,
ngồi, miễn sao có thể chú tâm vào một đối tượng để tư duy quán chiếu và cuối cùng có thể loại bỏ tất cả những tạp niệm chung quanh. Phương pháp này được gọi là thiền chỉ của nhà Phật. Cuộc sống hàng ngày con người phải vật lộn với biết bao nhiêu là hoàn cảnh, làm tâm của họ luôn luôn biến đổi. Chỉ trong một giây, một phút, có cả hàng trăm, hàng ngàn ý nghĩ khác nhau đua nhau sanh khởi trong tâm của chúng ta. Mà tệ hại nhất là những ý niệm bất thiện như tham lam, dục vọng, sân hận, tật đố, vân vân, làm cho tâm điên trí đảo. Vì sự nguy hại của dục vọng, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng: chế ngự được tâm là quý, vì cái tâm thật khó mà kiểm soát, nó chạy không ngừng theo tham dục. Một khi tâm đã được chế phục sẽ đem đến hạnh phúc. Đời sống con người không những bị chi phối bởi những tư tưởng trong ý thức giới như tham lam, giận hờn và si mê, mà chúng ta đôi khi còn bị ảnh hưởng bởi những sinh hoạt của cõi vô thức. Thí dụ như khi ngủ, con người nằm mơ thấy những cảnh hãi hùng kinh sợ trong giấc chiêm bao của họ. Muốn chinh phục, kiểm soát được nội tâm, thì thiền định là một phương pháp phát huy sức mạnh tinh thần hiệu nghiệm nhất. Theo đó, người tu cố gắng chú tâm vào một đối tượng cho đến khi tâm có khả năng an trú và không lay động bởi ý tưởng hoặc cảnh vật bên ngoài. Khi tâm đã định thì tinh thần trở thành một nguồn năng lực vô song. Ngày xưa các vị A-la-hán có được thần thông biến hóa là do khả năng đi sâu vào thiền định của họ. Chính cái nguồn năng lực vô song này sẽ hủy diệt tất cả mọi phiền não để tâm được an nhiên tự tại và sau cùng chặt đứt vòng sinh tử luân hồi. Thứ ba, tuệ. Mặc dầu định lực có sức mạnh vô song, nhưng Phật giáo chỉ dùng nó để phát triển trí tuệ mà thôi. Kiến thức của thế gian không phải lấy trí tuệ theo ý nghĩa của nhà Phật. Các nhà bác học, bác sĩ, luật sư, học giả tuy là những người học rộng biết nhiều, nhưng họ còn bị tham, sân, si, sai khiến và phiền não quấy phá. Chính vô minh, ái dục đẩy đưa họ lún sâu vào sinh tử luân hồi, thì cái tri thức đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Còn trí tuệ của nhà Phật mới thật sự là cái sáng suốt triệt để phát xuất từ trong tự tánh của con người. Do đó, người có trí tuệ sống trong thế gian nhưng không bị ô nhiễm của thế sự. Như vậy, nhờ sự tổng hợp của thiền chỉ và thiền quán mà phát sinh ra trí tuệ để nhận thức được chân lý mà tiến về giải thoát giác ngộ. Đối với đạo Phật, trí tuệ được xem như bước tiến cuối cùng trên đường giải phóng cái tự ngã của mình. Tiến trình giới, định, tuệ được thực hiện nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào khả năng và ý chí của mỗi người. Nếu họ cố gắng và kiên trì thì có kết quả viên mãn. Ngược lại, nếu họ không cố gắng và giải đãi thì tiến trình này sẽ bị ngưng trệ và gãy đổ hoàn toàn. Giới trong sạch thì tâm không phiền não, tâm không điên đảo thì cuộc sống sẽ vui vẻ và an lạc. Một khi tâm an thì đưa đến an tịnh, sáng suốt, và đây là con đường phát sinh trí tuệ để thấy được thực tướng của vạn hữu. Khi chân tướng hiện bày thì không còn tham ái, tức là chứng được niết bàn và giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Muốn giới trong sạch thì con người phải quan tâm về lợi dưỡng. Vì thế kinh Phật có câu: sơ nghiệp bồ tán đương quán, lợi dưỡng sanh tham dục cố. Có nghĩa là sơ nghiệp bồ tát nên biết rằng lợi dưỡng sanh ra tham dục vậy. Ví như một cây ăn trái, nếu ngày ngày chúng ta tưới nước, giảm phân dưới gốc cây thì cây này sẽ đâm hoa kết trái sum suê. Con người cũng thế, nếu hàng ngày cứ chạy theo danh văn lợi dưỡng, tâm sinh ra tham dục. Lòng tham dục càng lớn thì phiền não càng nhiều, mà tham phiền não tăng trưởng, dĩ nhiên si, mạn, nghi, phiền não cũng đều nổi lên theo. Do đó càng tham cầu lợi dưỡng, tâm càng dính mắc ở lục trần. Mà tâm càng dính mắc thì con người càng dễ đánh mất tâm thanh tịnh của mình. Bây giờ giới, định, tuệ
liên hệ với bát chánh đạo như thế nào? Thứ nhất, trước hết, giới là khuôn vàng thước ngọc giúp cho con người tránh xa ác nghiệp và vun bồi thiện nghiệp để tâm được trong sạch và thanh tịnh. Như thế, trong bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về giới. Tại sao? Nếu chúng ta tránh xa những lời nói gian dối, đâm thọc, ác độc và nhảm nhí, thì chánh ngữ sẽ giúp cho con người có được những lời nói chân thật, hòa nhã, thanh tao và hữu ích phát sinh từ tâm từ bi, quảng đại của mình. Nếu chúng sinh tránh xa ba loại hành động là sát sinh, trộm cướp và tà dâm, thì chánh nghiệp, tức là hành động bởi thân, sẽ không còn do tham, sân, si thúc đẩy. Còn nghề nghiệp làm ăn chân chính không mang lại sự thiệt hại cho xã hội và cho chúng sinh, như không buôn bán vũ khí, giết hại súc vật, không buôn bán ma túy rượu chè, không mở vũ trường cờ bạc, vân vân, thì chúng ta đã thực hành đứng đắn chánh mạng rồi. Vậy khi nói đúng, không tạo nghiệp và làm đúng, tức là chúng ta không phạm giới. Ngày xưa sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài bắt đầu thu nhận đệ tử để truyền lại chánh pháp mà Ngài đã chứng dưới cội Bồ Đề. Liên tiếp trong 12 năm đầu, Đức Phật chưa hề nói đến giới. Tại sao? Vì những đệ tử đầu tiên này là những người có đức hạnh cao. Họ đến với đạo Phật là vì bổn nguyện muốn được giải thoát giác ngộ. Phần lớn, họ xuất thân từ những vương gia quý tộc, giàu sang quyền quý. Chẳng hạn như Tôn giả Tu Bồ Đề là cháu của trưởng giả Cấp Cô Độc Tu Đạt Đa. Chính trưởng giả Tu Đạt Đa là vị đại thần của nước Ma Kiệt Đà có quyền uy mà ngay cả Thái tử Kỳ Đà còn phải kiêng nể. Còn thân phụ của Tôn giả thì làm quân sư cho vua xứ Ma Kiệt Đà, thì quyền uy và tài sản gia đình họ Tu chỉ thua nhà vua. Khi xuất gia theo Phật, Tôn giả cũng như mọi người, tức là tài sản duy nhất chỉ có tam y, nhất bát mà thôi. Đối với Tôn giả, đi tu là muốn được giải thoát giác ngộ. Mà muốn đạt đến cứu cánh tột đỉnh này thì phải chấp nhận buông xả tất cả để tâm được thanh tịnh. Một khi có tài sản thì phải lo, phải giữ. Có càng nhiều thì lo càng lớn, và dĩ nhiên đau khổ phiền não càng to. Muốn đạt thánh đạo thì phải đoạn trừ phiền não, có nghĩa là phải buông xả tất cả, không còn tham, sân, si, thì tâm sẽ an định. Vì thế chúng ta có thể hiểu Phật là người không còn gì để mất, vì Phật chẳng có cái gì để mất cả. Như thế, Ngài mới ung dung tự tại và tâm thường trụ Niết Bàn là như vậy. Rất tiếc, sau 12 năm, tăng đoàn không còn như trước. Tỳ kheo bây giờ vì danh văn lợi dưỡng mà quy y theo Phật, chứ không còn tôn chỉ cao quý, là muốn được tự độ để độ tha như thuở ban đầu. Họ gây ra lắm điều phiền não, làm bận lòng Đức Phật. Vì thế, Ngài bắt đầu chế ra giới luật với mục đích nhắc nhở chúng tỳ kheo quay về với chánh đạo. Nếu không giữ giới thì tâm không bao giờ an, mà tâm không an thì không bao giờ có thể vào định được. Không vào sâu trong thiền định thì vĩnh viễn trí tuệ không phát sanh. Vì thế, dù có tu ngàn đời muôn kiếp cũng không thể nào giải thoát được, có nghĩa là không đoạn được phiền não và thoát ly ra khỏi lục đạo luân hồi. Kinh Kim Cang dạy cho con người nhìn sâu vào đối tượng để nhận biết bản tính chân thật, đó là thật tướng, vô tướng. Đối với Phật giáo, tất cả mọi hình tướng bề ngoài chỉ là tạm bợ, không chắc thật. Vì thế, Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng là như vậy. Con người càng chạy theo hình tướng bề ngoài thì càng chuốc lấy hệ lụy khổ đau. Cái thật chất nằm trong nội tâm sẽ phản ảnh bản chất đạo đức, tâm thanh tịnh và tánh thuần lương, hay là tâm bồ đề để sống với mọi người. Tâm hồn cao thượng, việc làm chân chính, lời nói hòa nhã và sống vị tha, vô ngã là những chất lượng của người giữ giới. Vì thế, hàng ngày nếu thực tập chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng một cách đứng đắn, chúng ta sẽ có cuộc sống rất an vui tự tại. Và đây chính là chất liệu căn bản như xăng nhớt để làm cho chiếc xe chạy vậy. Bởi vì có giới mới tiến đến định, và sau cùng trí tuệ mới phát sanh. Có nghĩa là có xăng
xe mới chạy, và khi xe chạy, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Đây chính là cứu cánh cho tất cả mọi người. Thứ hai, định gồm có chánh tư duy và chánh định. Chánh tư duy là ôn lại những giáo lý và đạo lý của Phật để nhắc nhở chúng ta luôn giữ chánh niệm. Một khi chúng ta suy nghĩ đúng, làm cho vọng tưởng không còn quay cuồng, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Thêm nữa, chánh tư duy có nghĩa là đối chiếu với cuộc sống thực tế hàng ngày bằng cách dùng đạo lý của Đức Phật mà ứng dụng vào trong cuộc sống để trắc nghiệm xem giáo lý đó có đúng với hoàn cảnh xã hội của chúng ta, cũng như xác định nó có thật sự là cứu cánh giải thoát cho mình không. Vì thế, chánh tư duy chính là nền tảng căn bản để đưa con người vào định. Tâm định có nghĩa là tâm có khả năng an trú trên một đối tượng mà không bị lay động bởi ý tưởng hoặc cảnh vật bên ngoài. Như thế, chánh định là nền tảng cho định, và chánh tư duy chính là khả năng để đưa con người vào sâu trong định. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong Tam Vô Lậu học mà ngày xưa tất cả đại đệ tử của Phật đều ứng dụng để vào thánh đạo. Thứ ba, tuệ thì bao gồm chánh tinh tấn, chánh kiến và chánh niệm. Khi tâm đã định thì chánh kiến giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ bằng cách phân biệt để thấy biết rõ ràng đâu là tà kiến. Càng siêng năng, nỗ lực thì trí tuệ càng phát sinh, và sau cùng chánh niệm giúp cho chúng ta giữ vững niệm lành trong tâm. Một trong những chánh niệm là áp dụng câu văn như tư và tư như tu. Thì ly mà có hỷ lạc, tức là lìa xa ái dục, thì sẽ được vui. Từ sơ thiền cho đến tứ thiền, tức là xả niệm thanh tịnh, thì chắc chắn trí tuệ sẽ phát sinh. Thí dụ như màn đêm buông xuống cũng ví như vô minh che lấp trí tuệ, làm cho chúng ta nhìn ra ngoài thấy sợi dây thừng mà tưởng lầm là con rắn nên đâm ra sợ hãi. Ví như vọng tưởng, tham, sân, si sau khi lấy đèn pin, tức là định lực ra dọi ngoài sân để xem xét, tức là quán, nhưng vẫn không thấy rõ vì đèn pin hơi yếu, không đủ sáng, có nghĩa là định lực yếu. Nhưng khi dùng đèn pha, tức là định lực mạnh, thì thấy con rắn chỉ là sợi dây thừng, thấy rõ thực tướng để không còn nhìn, thấy, biết một cách sai lầm, tức là phát sinh trí tuệ. Ngay lúc đó, chúng ta bừng tỉnh, tức là giác, không còn hoang mang sợ hãi, tức là không còn vọng tưởng, tham, sân, si, và được thay thế bằng an lạc tự tại, tức là niết bàn. Như vậy, định lực càng mạnh thì việc quan sát càng dễ dàng để thấy rõ thật tướng của vạn vật. Nhưng có định lực mạnh mà không dọi đúng vào đối tượng, chẳng hạn như đèn pha mà không dọi đúng vào con rắn, thì làm sao biết được đó chỉ là sợi dây thừng, thì cũng không thể nào giải tỏa được cái nhìn biết sai lầm. Vì thế, vô minh còn thì trí tuệ không sanh. Do đó, trí tuệ là ánh sáng để phá tan bóng tối vô minh. Một thí dụ khác là nếu chúng ta đặt một tảng đá trên nắm cỏ, vì đá đè quá nặng nên cỏ không mọc nổi, nhưng khi lấy tảng đá đi, cỏ sẽ mọc trở lại. Định cũng thế, định chỉ tạm thời đè nén tham sân si xuống, và khi xả định thì tham sân si sẽ phát tác trở lại. Vì thế định không trừ được tham sân si. Nếu chúng ta không có tuệ thì vĩnh viễn không thể nào trừ dứt được tận gốc cái tam độc này, mà tuệ chỉ được phát triển qua thiền quán, tức là chánh niệm mà thôi. Quả thật, ảnh hưởng của bát chánh đạo giúp cho con người tránh xa mê lầm đau khổ để chuyển tâm đi vào thánh đạo. Chính bát chánh đạo rất thực tiễn, giúp cho chúng sinh thấy được sự mầu nhiệm, vì chính Đức Phật đã cẩn thận sắp xếp theo thứ tự để cho chúng sinh áp dụng tùy theo hoàn cảnh và căn cơ mà tu hành. Tất cả các vị đại đệ tử của Phật trong quá khứ, nếu muốn đạt thành Phật đạo viên mãn thì phải đi theo con đường Tam Vô Lậu học, tức là giới, định, tuệ. Ngày nay cũng thế, nếu có chúng sinh muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề thì giới, định, tuệ vẫn là con đường duy nhất để đưa họ từ bờ mê sang bến giác. Thêm nữa,
Mục đích của thiền định trong Phật giáo là loại bỏ tham sân si. Bởi vì đời sống của con người sở dĩ khổ đau và hỗn loạn cũng tại vì những ô nhiễm đó. Khi nào còn tham sân si, nhân loại còn lầm than khốn khổ. Vì thế, thiền định là phương cách hữu dụng nhất để loại trừ những bất tịnh này. Tuy nhiên, việc loại trừ tạp nhiễm của tam độc không thể thực hiện được một cách nhanh chóng và dễ dàng, vì tham sân si đã ăn sâu vào tâm hồn của con người từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Phật giáo là con đường tìm kiếm chân lý, mà thiền định là một phần của đường lối đó. Thiền định giúp cho con người tĩnh tâm, và tĩnh tâm là để nhận ra chân lý. Khi tâm con người bị chi phối bởi tham sân si, họ không thể nhìn vạn pháp đúng với chân tướng của nó. Trái lại, khi các ô nhiễm này bị tẩy trừ, lúc đó chân lý sẽ hiện bày. Nếu nói rằng tham là một trong những gốc của bất thiện, thì làm sao con người có thể sống được nếu không còn ham muốn gì cả? Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, đầy đủ mọi thứ về vật chất. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa ham muốn và nhu cầu. Sống trên đời, chúng ta cần có những nhu cầu cần yếu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe di chuyển, máy vi tính, vân vân, để cho đời sống được tiện nghi. Ngược lại, ham muốn chỉ xuất hiện khi nào chúng ta có những cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi của thị dục, có nghĩa là vượt ra khỏi hàng rào tri túc. Đây là động lực chính làm cho con người đau khổ khi những ước muốn của mình không được thỏa mãn. Khi nhìn thấy rõ như thế, người tu Phật không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất. Họ có thể có tất cả những gì họ cần, nhưng luôn luôn phải biết đâu là nhu cầu cần thiết và đâu là lòng ham muốn, tham lam. Chân lý tứ diệu đế đã được Đức Phật truyền dạy cho đệ tử từ khi Ngài mới bắt đầu thành đạo cho đến khi Ngài bắt đầu nói kinh Bát Nhã. Thế thì pháp tứ diệu đế này là cỗ xe không thể rời bỏ được nếu chúng sinh muốn đoạn trừ phiền não để đạt đến bốn quả vị thánh trong Thanh Văn Thừa. Biết bao đệ tử của Phật đã thành tựu thánh quả dựa vào chân lý này, thì tại sao ngày nay chính Đức Phật lại đánh đổ, bảo là không có? Chúng ta sẽ phân tích rõ ràng điều này sau phần lục độ Ba La Mật. Thập nhị nhân duyên. Khi giới thiệu thuyết thập nhị nhân duyên, Đức Phật muốn giải thích chi tiết của tiến trình sinh tử mà mối liên hệ giữa thân và tâm cùng với tiến trình của hiện tượng sinh diệt nơi thân và tâm dựa theo lý duyên khởi. Như thế, mọi sự sinh hóa của thân và tâm dựa theo chu trình của thập nhị nhân duyên đều đưa đến một kết quả là khổ. Chính tham sân si đã làm cho tâm của con người mê muội, dễ bị lôi cuốn chạy theo 12 vòng xích, và dĩ nhiên là dẫn con người đi lang thang lên xuống trong lục đạo luân hồi. Thấu hiểu thập nhị nhân duyên là thấy biết tường tận nguyên nhân mà con người phải đối diện để nhận lấy cái khổ, và từ đó mới có thể tìm phương cách phá vỡ cái vòng xích oan nghiệp này để lìa xa cảnh khổ, ngỏ hầu giải thoát ra khỏi phiền não khổ đau và chứng ngộ niết bàn. Tiến trình của thập nhị nhân duyên bắt đầu từ những cái nhân trong đời quá khứ để chuyển đến những cái quả của kiếp hiện tại, cũng như cái nhân của hiện tại để chuyển qua những cái quả cho tương lai. Vì vậy, thập nhị nhân duyên gồm có: thứ nhất, vô minh, là sự mê mờ không sáng suốt, cũng ví như màn mây đen bao phủ lên tâm trí của con người từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Có con người là có vô minh. Nó là động lực chính làm cho con người có cái nhìn sai lạc về bản chất thật của tất cả vạn hữu trong vũ trụ này. Sống với vô minh là sống với tà kiến, vì chánh kiến bị lu mờ, biến mất, không xuất hiện, mà không thấy biết đúng sẽ dẫn đến lời nói không đúng và cuối cùng là hành động sai lầm. Vậy thế nào là vô minh trong Phật giáo? Toàn bộ giáo lý nhà Phật có mục đích khai thị cho con người để đạt được chân lý, mà vô minh thúc đẩy con người đi xa chân lý. Vì thế, vô minh
mang những ý nghĩa sau đây. Khi con người không hiểu thông suốt về chân lý tứ diệu đế để nhận thức rõ ràng về những cảnh khổ, nguồn gốc dẫn đến những cái khổ, tận diệt cái khổ để chứng ngộ niết bàn và con đường tận diệt những cái khổ này. Không thấu hiểu ngũ uẩn là không, nên cố bám víu vào cái ta giả tạm, không thật có mà tạo ra nghiệp để chịu quả khổ về sau. Cuộc sống xô bồ điên đảo vì để lục căn tha hồ chạy theo lục trần. Lục trần luôn luôn có sức quyến rũ làm mê hoặc lục căn và vô minh, cũng vì thế mà phát triển mạnh. Con người không thấu hiểu lý không của vạn hữu nên nghĩ rằng cái gì cũng chắc thật, cũng hấp dẫn nên càng dấn thân vào sinh tử, bởi vì tham sân si tha hồ phát khởi. Không hiểu tính vô ngã của tất cả vạn hữu trên thế gian này, vì chúng nó không có tự tánh, có nghĩa là bất cứ vật gì không thể tự nó phát triển hay sinh tồn mà không có sự giúp đỡ bởi những nhân duyên khác. Vì không hiểu tính vô ngã của nhà Phật nên dĩ nhiên là họ không thông luật vô thường, có nghĩa là tất cả vạn hữu trên thế gian này hễ có sanh tất phải có diệt. Đó là đúng với câu thành, trụ, hoại, không của nhà Phật vậy. Không tin sâu vào nhân quả mà tin vào tà kiến nên thân tâm bất an mà dễ tạo ra nghiệp. Càng tin vào tà kiến thì không thấy, không biết tránh kiến. Một khi thấy biết không đúng thì lời nói không đúng và hành động khó mà đúng được. Không nhận biết tất cả vạn hữu bằng tính thật của nó mà nhận biết qua sự thêm bớt vẽ vời của mình. Con người sống bằng vọng thức hay bằng óc tưởng tượng thay vì bằng thật tướng chân thật của nó. Tóm lại, vô minh chính là đám mây mù che lấp trí tuệ trong sáng của con người, làm cho họ nhận biết sai lầm về con người và vạn vật trong vũ trụ này. Mà sự nhận biết sai lầm chính là cội nguồn phát sinh ra tam độc, tham, sân, si, để dẫn họ đi lên đi xuống lang thang lẩn thẩn trong lục đạo luân hồi. Thứ hai, hành là những hành động qua thân, khẩu, ý, vì vô minh phiền não nổi lên làm cho thân khẩu ý tác tạo ra những nghiệp lành hay dữ, và đây chính là hệ quả đưa họ vào sinh tử luân hồi. Thứ ba, thức, khi thân khẩu ý tác tạo những nghiệp thiện hay bất thiện thì tất cả những chủng tử của nghiệp thức này sẽ được lưu giữ lại trong A Lại Đa Thức. Những chủng tử một khi đã dồn chứa trong A Lại Đa Thức thì chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại từ đời này sang đời khác, cho đến khi gom góp đủ nhân duyên chúng sẽ phát sinh, và nó chính là kết quả của hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta trong đời này hay đời sau. Thức được hiểu là không phải là một thực thể độc lập mà là một chuỗi các đơn vị thức liên tục nối tiếp nhau sinh diệt, giống như các tấm phim nối tiếp nhau trong một cuộn phim. Khi con người đến giây phút lâm chung, đơn vị thức cuối cùng của thân xác cũ chấm dứt, và tiếp theo là đơn vị thức đầu tiên xuất hiện trong một thân xác mới. Đơn vị thức đầu tiên này gọi là thức tái sanh. Sau đó, những đơn vị thức khác nối tiếp nhau sinh diệt suốt cuộc đời. Số 4. Danh sắc là thân tâm, sắc thuộc về thân và thọ, tưởng, hành thì thuộc về tâm sở. Danh sắc hay thân tâm này tùy thuộc nơi tâm thức mà phát sanh. Con người được sinh ra thì phần thân xác, tức sắc, được cấu thành nhờ tinh cha, huyết mẹ và phối hợp với phần tinh thần bắt đầu từ thức tái sinh đến thọ tưởng và hành. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức luôn luôn nương tựa và tùy thuộc lẫn vào nhau. Thứ năm, lục nhập. Khi thân tâm phát triển thì sáu giác quan, còn gọi là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng thành hình. Tiến trình từ danh sắc để dần dần tượng đủ sáu căn gọi là lục nhập. Chính sáu giác quan là nơi thâu nhận dữ kiện về thế gian qua các đối tượng là sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thứ sáu, xúc. Sau khi ra khỏi thai
sáu căn tiếp xúc với sáu trần để tiếp nhận sáu thức. Chẳng hạn như mắt thấy một vật gì để nhận thức được hình dáng, màu sắc của vật đó, tai nghe một âm thanh để biết là loại âm thanh gì. Bởi vậy, xúc là sự giao thông giữa ba cá thể là con người tức là thức, nội giới tức là lục căn và ngoại giới tức là lục trần. Thứ bảy, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta cảm nhận hay thọ những cái vui, cái buồn hay vô ký. Khi lưỡi nếm thức ăn ngon thì sinh ra khoái khẩu tức là lạc thọ, mà cứ bắt ăn một món hoài sanh ra nhàm chán tức là khổ thọ. Hoặc khi có người đánh thì ta đau, có nghĩa là khổ thọ. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn tức là vô ký thọ. Thứ tám, ái. Con người chúng ta được cấu tạo dựa trên cơ cấu tham sân si, nên trong cuộc sống luôn hướng về những gì mang lại cảm giác sướng và xa lánh những gì mang lại cảm giác khổ. Từ sự thèm muốn tức là ái, những thứ như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khiến cho lòng tham nổi dậy. Còn ngăn chặn sự thèm muốn trên thì lòng sân phát khởi. Đây là động lực chính làm cho thân khẩu ý tác tạo ra nghiệp. 9. Thủ là bám chặt vào những gì con người ham muốn, nhưng với cường độ mạnh hơn so với ái. Cũng ví như đang khát mà uống nước muối thì chỉ làm tăng thêm cơn khát. Nếu gặp cảnh tốt thì tham cầu bám giữ, còn gặp cảnh xấu thì phát sinh sân hận để lìa bỏ. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra nghiệp sinh tử. 10. Hữu. Đời này chính mình tạo ra nhân lành hay nhân dữ thì đời sau phải chịu quả vui hay khổ mà mình phải thọ lãnh. Vì thế, hữu được hiểu là cái sinh khởi và cái làm điều kiện cho cái khác sinh khởi. Vì làm điều kiện cho cái khác sinh khởi, cho nên hữu chính là nghiệp của thiện hay bất thiện dùng để tạo dựng kiếp sống ở đời sau. Do đó, hữu tạo điều kiện cho sự tái sanh của con người ở kiếp sau. Thứ 11. Sanh. Do ái, thủ, hữu làm nhân tạo ra các nghiệp nên phải sanh ra đời sau để thọ quả báo. Thứ 12. Lão tử. Theo luật vô thường, nếu có sinh thì phải có già, chết. Cùng với tiến trình sinh trụ, di diệt này, cuộc đời con người luôn đi chung với buồn rầu, ta thán, khổ thân, lo âu và tuyệt vọng. Dựa vào những điều kiện sinh khởi của thân và tâm, cho nên thập nhị nhân duyên có thể được phân chia theo thời gian như sau. Thứ nhất, thuộc quá khứ. Vô minh và hành là những điều kiện tạo duyên trong quá khứ để đưa đến sự sinh khởi của một cá thể gồm thân và tâm trong kiếp sống hiện tại. Nhân quá khứ là vô minh, hành. Thứ hai, thuộc hiện tại. Tám nhân duyên kế tiếp sẽ diễn tả quá trình tiến hóa của con người trong đời này. Quả hiện tại tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Tâm thức sinh khởi danh sắc, và danh sắc chính là môi trường để tâm thức bộc lộ cá tính, tham, sân, si của nó. Từ đó, tất cả những hành động phát khởi từ tâm tham sân si sẽ là điều kiện tạo tác cho những kiếp sống tương lai. Nhân hiện tại dẫn đến quả tương lai là ái, thủ, hữu. Thứ ba, thuộc tương lai. Những hành động tạo tác trong đời hiện tại, tức là tất cả những nghiệp thức gây ra trong đời này sẽ ứng hiện trong những kiếp tương lai. Và như vậy, đây là cội nguồn cho tiến trình sanh tử của con người. Quả tương lai là sinh, lão, tử. Nói một cách tổng quát thì thập nhị nhân duyên cũng có thể chia thành ba nhóm. Đó là thứ nhất, ô nhiễm, tức là dục vọng, vô minh, ái và thủ. Thứ hai, tạo nghiệp, tức là hành động, hành và hữu. Thứ ba, quả báo, tức là hậu quả, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh, lão tử. Con người vì bị ô nhiễm cho nên tạo nghiệp để rồi phải lãnh quả khổ.
và như thế mà phải lanh quanh lẩn quẩn lên xuống trong sáu nẻo luân hồi. Trên đây là lối giải thích dựa theo tiến trình 12 nhân quả, bắt đầu từ quá khứ đến hiện tại và chuyển đến tương lai, chứ không phải là vòng xích 12 nhân duyên. Nhân duyên là do duyên khởi nên không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Vì thế, thập nhị nhân duyên không phải là một tiến trình có đầu có đuôi, mà nó được gọi là vòng thập nhị nhân duyên. Do đó, vô minh không phải là điểm bắt đầu hay theo thứ tự số 1, số 2 gì cả, mà khi viết, chúng ta đặt nó vào hàng đầu vì tầm quan trọng của nó mà thôi. Vô minh có sinh khởi được cũng bởi tại những ô nhiễm tham sân si. Vì là duyên khởi, cho nên trong 12 nhân duyên, mỗi nhân duyên được xem như là nguyên nhân chính, và các yếu tố còn lại là các nguyên nhân phụ. Chẳng hạn như nguyên nhân chính của sinh là hữu, và 10 yếu tố còn lại là nguyên nhân phụ. Như thế, thập nhị nhân duyên bao gồm tất cả những nguyên nhân xa gần được đan kết thành mạng lưới chằng chịt, hết sức phức tạp. Chúng kết nối chằng chịt với nhau. Vì thế, tìm cách bẻ gãy một chuỗi xích để có thể phá tan được vòng xích thập nhị nhân duyên là một việc rất khó. Vậy làm thế nào để phá cái vòng xích oan nghiệt kia? Trong 12 nhân duyên thì ái là quan trọng nhất. Chính nó là cội nguồn của tham sân si để dẫn đến thủ và hữu. Vậy nếu không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, và cuối cùng không còn đau khổ luân hồi. Như thế, thập nhị nhân duyên cho chúng ta thấy tất cả những nhân và duyên đã tác động và dựa vào nhau sinh khởi để đưa con người đến chỗ khổ đau. Chính tham sân si là động lực chính dẫn dắt con người tạo ra nghiệp để lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi. Vì tính duyên khởi cho nên thập nhị nhân duyên nói lên sự hòa hợp giữa thân và tâm. Đó là thân tạo tâm và tâm tạo thân. Thân và tâm tùy thuộc và nương tựa vào nhau mà hiện hữu. Một điểm đặc thù khác của thập nhị nhân duyên là tính duyên khởi làm cho các nhân duyên hòa hợp và nương tựa lẫn nhau. Vì sự hòa hợp này mà trong thập nhị nhân duyên không những chỉ có nhân tác động thành quả, mà cả nhân lẫn quả cùng tác động qua lại với nhau. Nói cách khác là trong thập nhị nhân duyên không có cái nào thật là nhân và cái nào chính là quả cả. Vì trong cái nhân đã ngầm chứa cái quả rồi, và ngược lại. Vì thập nhị nhân duyên là tiến trình của thân và tâm tương trợ cho nhau mà sinh diệt, cho nên con người không có một thực thể hay tự tánh. Không có tự tánh, dĩ nhiên không có cái ta. Nếu thấu hiểu và thực hành được giáo pháp thập nhị nhân duyên, sẽ đạt đến một địa vị thánh cao hơn 4 quả vị trong hàng thanh văn, gọi là duyên giác hay độc giác. Do đây mà giáo pháp này còn có cái tên là duyên giác thừa. Lẽ ra tâm kinh phải nói cho đủ là vô vô minh, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh và vô lão tử. Nhưng kinh chỉ nói vắn tắt và chỉ lấy 2 phần đầu và đuôi là vô minh và lão tử mà nói thôi. Giáo pháp thập nhị nhân duyên do chính Đức Phật truyền dạy đã giúp cho biết bao đệ tử chứng được một địa vị cao hơn 4 địa vị thánh trong hàng thanh văn, là duyên giác hay độc giác, tức là bích chi Phật. Thế mà bây giờ Đức Phật lại phủ nhận luôn cả giáo pháp này. Chúng ta sẽ phân tích để am tường chân lý của Đức Phật trong tâm kinh sau phần lục độ ba la mật.